xào đó à. Thì chi gia vị lúc nào cũng thấy mới rất là ngon cả nhà. Ở đây là xào dừa nha, chuẩn bị là món này có dừa không ngang không không gia vị đó quý vị nha. Rồi mẹ ơi. Chị á, chị á, giống như là xào cái nào là chị đổi chảo khác hết, nó phải đúng cái gia vị của nó chứ không nó không có xào chung dừa ngọt hay dừa mỡ hành luôn. Cả nhà hồi trước có Ngọc quay chị là lúc chị còn để xe đi á cả nhà, và hôm nay á thì chị đã có chỗ ngồi nha. Ở đây là số 67 của Dạ Nam, phường 2, quận 8 nha. Ở trong mà cả nhà có thể thấy là có chỗ ngồi hẳn hoi và rất là sạch sẽ ha. Ngọc thấy là ngồi ở đây xong rồi ăn ngốc bình dân nhưng rất là ngon luôn nha cả nhà, có rất là nhiều loại ốc luôn, không phải là sẽ rất ok đó. Cả nhà nào mình mà có biết ở chỗ ốc Dạ Nam rồi thì comment cho Ngọc biết nha, tại vì khán giả Sài Gòn phố cũng có những khán giả rất là lâu hồi xưa giờ luôn á. Giống như là xào cái nào là chị đổi chảo khác hết, nó phải đúng cái gia vị của nó chứ không nó không có xào chung giữa ngọt hay giữa cái phần mà mặn như thế này hoặc là cái phần có dừa. Ôi, ốc cà na này thấy bự nè chị. Cà na rồi lấy là lớn không? Thôi chưa hả? Ôi em thấy chị bán cái này nó giá rẻ quá. Lời không? Nói chung mình bán cứ nhiều đông về. Thấy công được lời nha. Nhớ cái ông phụ mà. Nhìn là mình biết rõ ràng nha, không phải là loại 35 ngàn mà ốc nhỏ đâu nha cả nhà. Nó to, không biết qua màn hình cả nhà nhìn rõ không, nó sẽ bự hơn cái ngón tay của mình khoảng cỡ chừng 1 cm. Rồi không biết về được chưa ta, về được chưa chị? Dạ, thường ngày là chị qua lại vậy hả? Sao hai bên luôn, ba bên luôn. Quay lâu lắm rồi cả nhà, chắc cách đây chúng trước dịch luôn á, trước dịch luôn. Em nhớ là trước đợt dịch là lọt sau đó mình mới quay thêm thôi chứ trước dịch là em quay chị lâu lắm rồi. Về em gái. Cái này là ốc hương sầu bắp, bơ bắp. Dạ, bơ với bắp. Vậy là ốc hương này là 35 ngàn luôn đó. Vậy coi như là cứ tính lên thôi ha chị. Còn ví dụ như có những ốc nào mà nó khác giá không? Có ốc tỏi thì tính con. Xà mai tính con. Còn lại là 35. Vậy ốc len là 40 nè. Dạ, ốc len mắc hơn chút. Đúng rồi. Tự ghi rồi luôn ha. Tự ghi, tự cho lấy đồ luôn. Mắm muối gì đó, đũa xiên gì là tự lấy giùm luôn. À là chị để các bạn đằng sau đó. Rồi vậy đó là khách muốn ăn cái gì lấy. Ví dụ nhiều khi khách đông quá đó đâu có bưng kịp. Dạ. Khách vô tự lấy. Nhìn này khách ở đây tự lắm. Có mấy lúc mà tầm khoảng chừng chắc 6 giờ, 6 mấy 7 giờ phải không chị? Hôm qua giờ này đông lắm. Dạ.
quá mê luôn. Hàng ốc của chị nhiều món cả nhà, và đặc biệt là gia vị đồ chị Niêm á, nó rất là ngon, sắc đậm đà nên Ngọc rất thích luôn. Ngọc ăn rất là nhiều lần ở đây rồi. Xào dừa đã, ốc len xào dừa hơn quá ha, có món xào đầy đủ. Mình ăn ốc len xào dừa mà xào từng, gọi là từng cái gì cả nhà, từng cái chảo một nha, chứ không có làm trước nha. Hồi nãy giờ Ngọc ngồi chờ anh quay phim xong, Ngọc cũng hơi ăn á, Ngọc cảm giác cái gia vị á, nước sệt đặc biệt là rất là sệt nước cốt dừa luôn. Thật sự là nước cốt dừa nó béo ngậy luôn á. Ngọc có cảm giác là nó không có bị thêm nước gì ở trong đây hết trơn cả nhà, rất là béo. Thì bây giờ trộm vía rất là đông luôn, cả nhà có thể nghe được cái âm thanh qua cái mic nha, rất là đông khách luôn á. Ủa sao con này có cũng ra mà nó hút con khác kìa. Nhờ thấy chưa, thấy mơ chưa, hấp lên. Ai mà là fan của ốc nha, ghiền ốc, những các loại ốc mà muốn ăn nhiều một lần á, thì cả nhà có thể là ghé đây nha. Một phần tầm khoảng 35.000 thôi, nhưng mà ăn rất là xứng đáng. Cái nước dừa nó không phải là quá ngọt, nó cũng ở cái mức là nó vừa vừa, có hồng ngọt nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi nó có sự béo, rồi thêm vào đó nữa là con ốc nó béo béo nữa ha đó cả nhà. Rồi gia vị nó hơi mặn mặn nhẹ nhẹ nữa, làm cho con ốc nó sánh lên rất là ngon. Con mua lót thì không biết làm sao để ăn thử. Con mua lót là 4 con, một phần như vậy là cũng 40.000. Thì do là cũng sẽ có ốc này ốc kia nó chênh lệch nhau nha, chứ không phải mà nói đồng giá rồi cả nhà lại xem clip xong rồi lại kêu chị là làm hết tất cả. Ốc len đồ này kia là 40 luôn là không được nha cả nhà. Lý do là tại vì tùy con ốc, mà chỉ có 1 đến 2 món, 3 món ốc là có giá nó 40 thôi, còn lại là vẫn là 35.000. Từ hơi dướng cái miếng. Anh có ốc len nó có cái mài. Rồi con ốc nó bự nè, thấy xứng đáng không? Đó, cả nhà thấy là chị sơ chế đồ rất là kỹ. Nên Ngọc cảm giác là khi mà Ngọc quay, Ngọc mua về nhà, Ngọc ăn á, là cũng chưa bao giờ có bị làm sao, chưa có bị, không có bị cát, cả nhà không bị cát bát hết trơn á. Không những là hôm nay mình ăn ở nhà mình cũng hay mua về lắm. Còn ốc nó dai á cả nhà, nó dai. Nó mang đầu ốc thì nó rất là sực sực luôn, ăn cái vị nó rất là kiểu nó sực sực á, mình cảm giác mình ăn nó dai dai sực sực, ăn rất là khoái khoái cái miệng. Và đặc biệt là cái phần nước chấm của chị làm rất là sắc nha. Cái này là nước mắm mà nấu lên chua ngọt nêm nếm rất là đậm gia vị, nên thành ra là ăn mỗi con ốc là đều rất là thấm và đậm đà. Luộc ốc ngon mà nước mắm cũng ngon. Cái này là nướng muối ớt à? À đúng rồi, nướng muối ớt thì cả nhà ốc mua lót nướng muối ớt. Nó phần ruột rất là nhiều ha, 4 con. Ngọc nghĩ là nhầm khi mà mọi người ăn 1 phần, 2 phần 35, 1 cái phần 4 con như thế này là đã quá no luôn á cả nhà. Dùng ốc bự như thế này nhưng mà cái phần sơ chế ok, cho nên là nó giòn, nó sực sực mà nó không có được, không có bị lệ để lại những cái gọi là những cái sạn á cả nhà, cho nên là mọi thứ này nó rất là trọn vẹn. Hồi nãy Ngọc nghe mấy bạn á của đằng sau có nói á là chỉ đường á cả nhà, thì thật ra là cái này á là cái đường Nhã Nam, nhưng mà cả nhà đi, nếu mà đi hướng cầu chữ Y á thì cả nhà từ cầu chữ Y qua gần tới dốc cầu ha, là tới đường Dạ Nam đúng không, thì quẹo bên tay trái nha. Rồi tay trái xong rồi quẹo xuống thì cái tiệm chị sẽ nằm bên tay phải. Phải quẹo xuống cái dốc cầu ha, quẹo bên tay trái đường Dạ Nam nha, chứ không phải là quẹo bên tay phải đường Dạ Nam đâu nha cả nhà, để mình chỉ trước cho cả nhà có thể là dễ định hình, để không mất công mình chạy tuột xuống bên kia rồi lại phải vòng ngược lại nữa thì nó mất công. Thôi ngon như cả nhà, tiệm ốc giá bình dân.
nhưng mà có chỗ ngồi hẳn hoi nha. Tuy là ốc 35 nghìn nhưng mà chỗ ngồi rộng rãi nha, có nước, có bán thêm nước đồ này kia nữa, rồi đầy đủ, vừa có nướng vừa có xào vừa có các loại ăn no giống như ăn mì. Rồi cơ bản là video mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Thường chị bán 10 rưỡi đúng không? Dạ đúng rồi. Không có hàu thôi, chỉ có một món đó không có thôi. Hàu làm cực quá. Hai phần tỏi mẹ ơi. Hai phần tỏi nướng không đổi phộng. Hương hương kìa để bệnh. Hai tỏi nướng không đổi phộng. Ốc bồng, ốc bồng 20 luôn ha. Rồi. Qua bữa nè. Rồi khó nè, cầm liền. Có người kêu qua quán dạ. Ý là ở đây mọi người gọi chị là quán ốc gì chị? Tại vì bữa thêm khi quay không có hỏi tới tên nên gọi là quán ốc không tên. À, có người gọi là quán ốc 1A. Dạ. 1A là tại hẻm số 1 xuống đây gọi là 1A. À, có nghĩa là từ đường Hương Phú chạy xuống ở đây là số 1 nha cả nhà. Ở hẻm số 1 của đường Hương Phú quận 8 thì cả nhà chạy thẳng vào nhìn đối diện luôn, chạy thẳng vào là sẽ thấy nha. Ở đây bán Ngọc thấy là rất là nhiều món nè. Rồi mình ăn gì mình vô đây gọi chị làm. Ủa chị con ốc nhỏ nhỏ bên kia là ốc gì? Dạ, ốc hương chị. Ốc hương nhỏ hả? Dạ à. Có bữa nhỏ bữa lớn, có bữa không bữa kia thì nó bự lắm, tùy bữa. Có hàu gì? Dạ có ốc mỡ. Hàu có, hàu đen da. Bữa nay là có hàu có trời cái lông nè, sò điệp, ốc muỗng. Mẹ cho dĩa đồ nướng lên đầy đủ đâu mẹ. Một cái sò điệp hàu là cũng 20, bình thường nướng là 20.000 một phần hết em. Lấy em. Hai phần hàu nướng, lòng nướng hả? Rồi không cái này đúng rồi. Hàu cũng không đậu phộng luôn không em? Mẹ hai hàu nướng một xà lông nướng không lấy đậu phộng hết. Rồi ốc luộc mình ăn món nào chị? Hai dĩa hàu, một dĩa ốc mỡ. Chị mình chưa luộc trước đi ha, hàu ra bàn chút em hỏi nha. Bây giờ chị em ăn cái luộc trước. Ủa? Đi rồi từ từ tới cái nướng rồi chị. Cái đó là mỡ hả chị? Dạ ốc mỡ. Ốc mỡ mấy cái này là chế biến hết chưa chị? Dạ đúng rồi, em chế biến hết rồi, em luộc xong rồi em sẽ xào lại gia vị hết. Dạ chị ăn là vừa ăn. Dạ em kẹp hai dĩa là 20 á chị. Tại vì ốc mỡ á nó mắc lắm. À 4 dĩa 20 nha. Mấy cái quen dĩa bự không đó. Có nghĩa là thường ngày là đồng giá là 10.000. Dạ đúng không? À. Bình thường là 10.000 hết, chỉ có ốc mỡ là tại vì cái giá nó hơi mắc nên em bán 20 thôi, chỉ riêng ốc mỡ thôi. Còn ngoài ra đồng giá là 10 mỡ không hả? Lại em đi. Rồi kiếm gì kêu. Em bán cái ốc bông cái nào không? Ốc bông, ốc bông 20 luôn ha. Rồi, gì nữa không chị? Dĩ leo đi. Mì lại đó đi thôi. Rồi cho nước chấm nha. Lại đây thì khách sẽ chọn nha cả nhà, có nghĩa là chị để như vậy là chế biến thẳng gia vị hết rồi thì khách sẽ chọn món này cả nhà chỉ thôi. Vậy tính tiền 10.000, 20.000, có những cái loại ốc mắc hơn là 20 nha cả nhà, còn thường ngày là đồng giá 10.000 hết luôn. Tổng cộng là chị đó là hai hào. Hai hào không. Rồi của con nước mắm. Ủa cô bên đó là nướng. Dạ nướng. À. Nó một phần tỏi thì là 20. Dạ. Ở đây nướng là 20. Nướng là thường là nướng mỡ hành đó hả chị? Đúng rồi, nướng mỡ hành muối ớt. Muối ớt. Dạ. Tại này không có người nên không có phô mai á. Dạ. Có người phụ quen thì mới cho phô mai sẽ để dạ. Có phô mai. Rồi tỏi của ai nè, đi cho anh bé bên nhà thử chưa? Ốc lèn. Ở đây là nướng nước mắm đó. Bên đây nè, bên đây ta trước. Kia đủ 4 tỏi của người ta. Đặng con hủ bốn tỏi cho. Rồi bên nào có được cái này một cái sò điệp nướng với sò lông nướng. Ờ. Rồi. Một điệp nướng một lông nướng mọi người hỏi đâu rồi? Còn cái lông nướng là của 10.000 hả? 20. Nướng là 20 hả? À nướng 20 hả? Sò điệp là sò điệp sò lông. Tỏi hào thì là 20 để con ốc và ốc dừa cũng 10.000 luôn hả? Trời em nhớ là ốc dừa mắc. Dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì em bán đồng giá 10.000 như ốc hương nào nhỏ nhưng mà nó cũng mắc. Nhưng mà mình cũng phải bán cho có món cho người ta. Thường chị bán 10 rưỡi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. 10 giờ rưỡi là đang dọn á, đang dọn từ từ á.
mình có sầu riêng ớt tỏi. Bữa nay có tỏi, không có dưa. Tỏi nướng. Thường thường sẽ có sầu riêng nữa. Mà bữa nay không có. Yeah. Ủa ớt muỗng đâu mẹ, cho mấy con ớt muỗng lên đi. Vui quá hả? Ở đây chua vui quá. Dạ, thứ bảy chủ nhật là đông, ngày thường cũng đông nhưng mà dạng giống như là nó hơi thưa một chút à. Còn mấy thứ bảy chủ nhật là cuối tuần đó. Ở đây em ăn quen nhiều lắm. Nãy chị có khách là chưa lại luôn, nhưng mà người ta gọi làm để sẵn 1-2 giờ người ta lại là có đủ món cho người ta, không thiếu món gì hết. Ý là khách biết rồi ha. Dạ. Thì cho em số điện thoại luôn đi. Dạ. 0906 791 465. Dạ. Rồi. Đó. Cái này mà người như là 1-2 giờ lại đi. Mấy người đi làm á 1-2 giờ lại thì sẽ alo. Ừ, em ăn cái đó 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 đó. Chị sẽ để sẵn, khi nào khách tới chị làm nóng, nướng lại đem lên cho khách hết. À. Là đủ là món là không thiếu cái gì hết. Nhưng mà ngày nào loại giỏ là mình cũng như vậy luôn hả chị? Đúng rồi. Có nghĩa là những món như vậy đúng không? Hay đúng là có rồi. Thêm mấy món nào khác nữa? Có không? Thêm như là sò dương. À. Sò dương nè. Còn bữa có bữa rồi có ốc... Ốc gì à? Chị? Đó là ốc bông. À, nhưng mà những bữa chị nói là những bữa những khác bữa nó sẽ bự hơn. À. Có khi nó hàng cồ luôn á. À. Cồ là to là to, to lắm. To là cỡ ốc dạo này luôn á. À. Còn chị có muốn cho khách không? Mình mua đem về ha. Dạ mua đem về. Rồi. Đọc đi chị làm cho. Mình có làm món gì vậy? Sao? Ở đây là luộc hết em đồng giá 10 ngàn. Cho con dĩa hơn, cái này nó đồng dĩa hơn nữa. Dĩa Phương ăn đây hả? Ừ. Cái này mùi chị là làm bằng nước dừa luôn. Cái nãy cái thau đâu rồi ta? Phương ơi. Về về cái thau nãy có còn đâu? Mình ăn nhiêu không? Mới luộc luôn nè. Đậu phộng đâu rồi? Cái đó là chị làm mới làm. Đậu phộng đâu? Rồi xà lông nướng, tỏi nướng, hàu muỗng, hàu nước, hàu tỏi lông. Bà nội là nhìn xà lông nướng này luôn hả? Lông nướng qua bên kia em bé em đỡ thận đi. Em đợi là em đang ăn nè. Nè điệp nướng. Cho em bên cửa thì thận một lông nướng nha. Có lẽ để chưa? Chưa, để ra đấy. Con mẹ 10 ngàn không em? Dạ. Dạ, nước dừa béo ngậy luôn. Béo lắm. Rồi em ăn thử đi. Nước mắm ở nhà là chị tự nấu hết luôn á. Muối là tự rang hết. Em ốc bông hả? Ốc bông một điểm năm. Một điệp nướng về nha mẹ. Nè của em 20 ốc dừa, 10 ngàn ốc len với gì nữa? Tỏi nướng, một điệp nướng, một tỏi nướng về nha mẹ. Nướng muối ớt với nướng mỡ hành. Em nướng muối ớt. Tỏi nướng muối ớt. Điệp nướng mỡ hành. Mẹ tỏi muối ớt, điệp nướng mỡ hành đem về. Rồi, mình ăn ở đây hay đem về? Rồi, kêu món này cho em. Hai ốc gạo. Ốc gạo mỡ. Hai phần tỏi mẹ ơi. Hai phần tỏi nướng không đổi phộng. Phương Phương kìa để bỏ. Hai tỏi nướng không đổi phộng nha. Rồi được rồi. Ốc mỡ. Giáo mỡ này. Rồi kìa. Ốc liền. Ốc muỗng. Ốc muỗng đúng không chị? Đúng rồi. À, ốc muỗng. Vậy là có muỗng nướng nữa nè. Em hai cái ốc mỡ. Một hào một ngày hai mỡ. Theo Ngọc Điếm là ở đây khoảng có 11 món và cả nhà 11 món ốc. Khoảng thường đồng giá là 10 ngàn. Có những loại ốc thì 20 thôi chứ không có hơn đâu. Đồng giá đó cả nhà ơi. Không bỏ vậy hả? Đó, mở bữa nay làm 20 nha em. Dạ. Cho con bé. Một hào một đẹp một bữa. Đây nè. Là đứng con bé. Thì chồng hai cái dĩa đi ha, cho biết 20 gọi gì nữa. Kêu tới nó nổi người ta hồi máu rồi nó bạn không có nhớ để lại hàng.
cái dừa này là sọt cay hả chị? Dạ đúng rồi. Cái đó là hấp hương chị. Hương làm gì hoa xả. Đúng rồi, em luộc xả nhưng mà em có niêm nếm gia vị hết rồi chị. Cái này ốc gì? Cái này ốc bông. Cái này nè, con lớn là bu nè, con nhỏ là ốc lát. Dạ, trộn chung ốc lát bắt của ốc bu. Thôi trộn chung luôn bán. Dạ. Tại mình bán cái phần nó rất là rẻ hả? Thành ra là cái này có những con ốc nó hơi đắt một xíu thì mình thường làm chung. Nhưng mà cũng phải lấy để bán cho ốc mẫu mà có mẫu đó. Mấy ngày nay đâu có nhìn không? Mắc lắm. Dĩa nào gì? Lời quá trời luôn cả nhà. Ở đây một hàng hot đồng giá 10k nha cả nhà, 10.000 á cả nhà. Ở đường ở số 1 của đường Hương Phú, phường 8, quận 8. Ở dưới lớp cầu Hương Phú luôn thì cả nhà sẽ nhìn thẳng ra ngoài kia đó, cái con đường ngoài kia xa xa thấy không ta? Đây đó. Nó sẽ là đường Hương Phú nha, như cái phần dốc cầu cái cả nhà quẹo xuống. Đó là gặp ngay cái hàng ốc luôn. Đợi chị chút nha. Em còn đợi ốc nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Người đi về. Nè chị Hương ơi, cho về đừng múc nữa chị Hương. Đây, của chị, của cái gì này nè, con lấy tiền rồi nè. Cho nước mắm. Cho nước mắm muối với cây diêm cho chị này. Cho em dĩa ốc bu với chị. Dạ rồi. Lấy tiền rồi. Dĩa nào? Dạ bu với này. Bu lại lựa ha. Đây mấy giờ chị bán hết? Dạ. Tầm mấy giờ chị bán? Tùy bữa. Cái khuôn của mình là khoảng mấy giờ chị? Tại đó là chị bán là chừng 12 giờ, 1 giờ là hết rồi à. Nhưng mà sau này có nhiều người ở xa người ta lại á, người ta đi về hoài rồi à. Nên chị bán nhiều hơn để cho bán kéo dài cái thời gian cho những người ta ở xa nó tới á. Dạ. Người ta ăn được. Vậy là chắc khoảng 2 giờ? Không, 3 giờ, 3 giờ. Bây giờ là 3 giờ. Dạ. Để cho mọi người biết đó, nhằm khi mọi người ở xa. Bây giờ người ta lấy số không à. Lấy số người ta ở xa đúng không, người ta sẽ điện. Người ta dặn món đó món đó trước rồi 1 giờ em lại nha chị, 2 giờ em lại nha. Khi người ta 2 giờ lấy số lại, là có nghĩa lấy số điện thoại đó, lấy số điện thoại người ta gọi rồi chị em ăn như đó món đó thì để cái mỗi thứ hai dĩa hết tính tiền chưa kìa. 2 giờ em lại, 2 giờ lại là có món hết cho người ta. Dạ. Là tính tiền đúng không? Em nhiều nước chấm rồi. Nhiều nước chấm là bé lấy nước mắm hay muối nhiều để nói cô bên đó cô lấy ra cho em cho em được. Ừ. Với ốc bông đúng không em? Dạ đúng rồi. Ở trong cái hàng của mình bây giờ ốc nào là gọi là mắc nhất chị? Đây. Ở dưới họ mỡ hả? Mỡ. Nhiều giá cao. Mỡ đúng rồi, mỡ giá thì hơi cao. Những người ăn á sẽ biết mỡ là không có giá, nhưng mà là mỡ nhỏ nhỏ đã 100 mấy rồi. Dạ. 100 mấy 200 ngàn ký rồi. Mỡ bự cỡ nào nữa là phải 2 giá đủ rồi đó luôn. Ờ. Ký. Dạ. Mà chị bán có 20. Ờ đúng rồi, có 20 luôn. Đúng rồi. Còn thêm một bịch nữa. Đây là của em có rồi nè. Chị la lên. Ê nó nhiều lắm á chị Hận. Của em nó nhiều lắm. Cái đó là của hai cho hai đồ nướng em này về cho xong em đợi lấy đồng giá 10 đi ha. Đồng giá 10 đi cho cả nhà mình dễ. Hay là một cái dĩa 20 ốc mỡ đi. Trời ơi, thấy ốc dừa này thường ngày là bán mắc lắm luôn á cả nhà. Nhưng mà chị vẫn bán đồng giá 10.000 luôn, thôi sẽ gọi cái ốc này. Một cái ốc dừa. Từ từ để chị tính tiền xong cái đó. Nè cái này là 60 rồi nè. 60 với cái này à. Rồi. Chục là 100 với cái bịch đó dựng đem qua phải không? Rồi của em cho 2 em. 25 con đậu phộng rồi bên kia một muỗng. Nè nè, muỗng đây. Một muỗng một đem một. Thôi 90 nè ba ơi. Thôi 90.000. Cái dĩa điệp đó cho em về nha Thận. Rồi có đem chị về cho em ốc này. Thôi là 90. Ờ. Đem về có gì nữa? Một tỏi gì nữa ta? Rồi là cái nhỏ nhỏ bên kia đi. Ốc ốc hương. Ờ đúng rồi, một cái ốc hương, một cái ốc dừa. Cái ốc này, cái này chị. Rồi, của bé nè bé. Rồi, nè, thiếu cái gì chưa con? Lấy bao xanh đó gì hả? Lợn cho bao xanh á. Rồi em qua gì em lấy muối mắm rồi. Tỏi với mắm muối gì chơi bằng cái hũ luôn rồi. À vậy hỏi để cho. Đó vô hũ cho cái khách về chấm luôn. Khi ta ra quán cà phê ta ăn nó cũng được. Rồi em ăn gì? Dạ cho em một phần ốc này. Làm dĩa bình thường ha. Đúng rồi, dĩa 10.000 thôi chị. Rồi. Để mình quay cho mọi người biết đúng là như thế nào. Con ăn nào 10.000. Xong rồi cho em cái ốc hương luôn. Cái này là luộc, còn bên đây là nướng con. Cái này có 2 đây.
Nhưng mà chị luộc cái xả là chị nêm gia vị rồi hả chị? Đúng rồi, chứ là khi chị luộc chị đã nêm gia vị rồi xong rồi chị phải xào. Cơm này chấm mốt là chị là đúng không? Đúng rồi, ốc len. Dạ. Bây giờ con ăn đồ luộc trước này, ăn đồ nướng. Hai tỏi không lấy đậu phộng bên đây. Nhiều quá, làm nhiều. Rồi cái gì nữa ta? Cái này là đồ luộc. Tại nó đó, của em bé nó áo đen rồi. Với lại cho em một cái cà. Cái này đi chị, ốc này ốc bông đúng không? Đúng rồi. Cũng 10.000 luôn hả? Đúng rồi. Ở xung quanh là bạn của mình hết rồi, mình ngồi được. Đúng rồi. Luộc là một lần. Rồi, luộc mỗi loại một cái. Rồi, xà lông nướng. Rồi, một cái xà lông nướng nha ha. Thấy gì nữa không? Dạ rồi. Nữa. Dạ, rồi nướng, nướng đi ha. Dạ cho em cái ốc muỗng đi chị. Ốc muỗng nướng. Thôi dạ. Nướng thôi. À, thôi, ốc muỗng thôi. Ốc muỗng nướng. Ốc tỏi. Thôi, ốc tỏi đi, hai ốc tỏi đi. Rồi, chị lấy ốc muỗng không? Nhi ơi, mày đương. Mẹ là một tỏi nướng. Một tỏi nướng với một. Nè nha, cái này trước của bà tỏi thôi, nè. Một tỏi nướng nha mẹ. Đâu đâu đâu. Nè, bé mới vô. Rồi đây sò điểm của ai đây nè, tự đi. Đây con múc cho gì nữa? Còn luộc mỗi cái một món thôi. Còn ốc mỡ hay gì? Mỡ luôn. Đây. Mỡ 20 nha mọi người. Lấy dĩa kia đi. Thôi lấy dĩa này chồng hai cái đi cho nó cứ hay. Rồi đó, nói người ta giùm con. Về hả em? Dạ. Rồi lấy 5 con tỏi đó mỡ hành. Một phần là 20.000 là hai con. Em lấy 3 phần đi là 3 con. Với lại thêm một phần nướng nữa. Hai phần quá hành nhẹ con trai ơi. Là 3 phần ốc tỏi, 3 con hành, 3 con muối. Tất cả wow. Đó, tất cả là 10.000 hết nha cả nhà. Chỉ có cái này là nướng, nướng là sẽ 20 thôi. Cả là 10.000, Đại Ngọc chọn 10.000 để cho cả nhà dễ hình dung đó mà. Ở đây có hai loại nước chấm. Một cái là muối, muối ớt. Một cái sẽ là nước mắm nha. Thích nào cả nhà cái đó. Mình thử trước ốc bông nha cả nhà. Ốc bông, ốc dừa, ốc hương nhỏ. Đây. Chắc Ngọc thích ăn này hơn. Muối. Muối là dạng muối Tây Ninh đó, cho nên thành ra là đường trộn nó thiếu xíu đường, nó ăn nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, hơi bắt luôn nha cả nhà. Thật sự nếu mà nói ra thì Ngọc không phải là một fan của ốc, nhưng mà khi mà đến đây xong cái mình nhìn đó, mình thấy mọi người mua sâm tụng đó. Cái xong nhìn có món này món kia, món nướng luôn này kia, Ngọc thấy hấp dẫn cả nhà. Ủa ốc này ngon nữa. Có nghĩa là cái ruột nó chỉ có thể là bé bé nhỏ nhỏ như vậy thôi, xinh xinh thôi. Nhưng mà lại là kiểu ăn nó cũng sực nha. Đó, thấy không? Còn ốc lẻ ra là hả, rất là sạch hết cả nhà. Từ từ đây để xung quanh nè cho cả nhà coi nè, thấy không sạch không? Nói chung là vệ sinh dù nhỏ nhưng vệ sinh rất là sạch nha. Rồi bây giờ qua con ốc này. Ốc này là cái ốc hương ha. Ốc hương cũng vậy luôn. Làm nó sạch nha, nhìn cảm quan là mình rất là thích rồi. Xong rồi mình ăn ở trong. Chết rồi. Khi mình nếm bên ngoài thì nó sẽ có cái phần gia vị. Gia vị rồi chị cũng ướp thêm cái gia vị, cho nên thành ra nó có cái hậu nó mặn. Rồi thấy bé xinh cũng mắc cười đó. Cũng dễ thương. Đó, kéo ra. Chấm lên. Có nghĩa là dù là nó nhỏ nhỏ với bé xinh như vậy thôi, mà mình ăn mình cũng cảm giác được cái độ béo, độ giòn của con ốc nha cả nhà. Đó, đây nè. Thấy không? Thấy cái ruột của nó không? Đó, trắng bóng luôn ha. Rồi, bây giờ Ngọc để ở đây chút xíu. Bây giờ mình sẽ chuyển con ốc này. Ốc này là ốc dừa, là mình phải... Ủa, ốc len xào dừa. Nó lộn. Ôi, siêu béo luôn. Cái phần nước xào lên, nó nước dừa, cả nhà nó rất là béo. Ngon. Ở ngoài thì béo, nhưng mà béo nó không có phải quá ngọt thôi cả nhà. Béo, nói chung là béo ngậy và không có để đường nhiều, cho nên nó không có bị quá, không có quá ngọt. Xong rồi mình để lên, húp vô, hòa quyện, có sự giòn của kiểu sực của ốc. Xong rồi phần là nó sẽ có thêm cái sự béo nữa.
Ăn con ốc này nó thú vị đó, để vô ha, hòa quyện nữa hai cái nó bắt đầu nó ngậy ngậy lên cũng ngon lắm cả nhà. Dù á là kiểu cả nhà thấy á là những ốc này nó nhỏ ha, có nghĩa là sơ chế nó sẽ bị khó, nhưng mà Ngọc Hồng thấy hầu như là tất cả những ốc ở đây á là chị làm rất là sạch. Tuy là mấy con ốc nó nhỏ nhỏ như thế này ha cả nhà thấy không, nó rất là nhỏ, nhưng mà vần việc mà sơ chế nó rất là kỹ nên ra là cả nhà thấy là rệt nó bóng nha, nó sạch nha, chứ nó không có bị để lại dơ gì hết nha cả nhà. Cho nên thành ra Ngọc thấy là điểm này là điểm chấm rất là ok, dù là một phần chỉ có 10.000 thôi cả nhà. Rồi đây là ốc tỏi nướng mỡ hành, đó cái phần ruột ở trong là rất là cũng nhiều ha, chứ không có ít hết cả nhà. Nói chung là 10.000 thì 20.000 thì mình không có đòi hỏi gì hết, chỉ biết là bây giờ ăn được ngon là ok nha, gia vị nó cũng hợp với mình nữa, nhìn như đậm đà ngọt có cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ lấy cái chén qua quá lên, trời thèm quá. Ê em tưởng ảnh té bởi không. Mỡ hành nó béo thơm, mỡ hành nướng lên rất là thơm vậy. Xong rồi Hà Nguyện thêm á là nó có sự ngọt ngọt, vậy như kiểu cái muối này nó làm chị đem đến lại chuẩn cái gia vị đậm đà, nên thành ra là ăn có rất là ngon. Hào hả cô? Ngọc nhắc lại địa chỉ nha cả nhà. Hào á. Ngọc nhắc lại địa chỉ cho cả nhà nha. Ở đây á là sẽ làm đường số 1 đúng không? Số 1 Hưng Phú. À, có nghĩa là hẻm số 1 Hưng Phú, phường 8, quận 8 nha cả nhà. Nãy như Ngọc nhớ là Ngọc coi trên bảng nhà là phường 8, quận 8 á. Đó, thì cả nhà có đến khoảng cơ 10 giờ thì ở đây sẽ được thưởng thức cái món gì? Phường 8? Ủa chị, quận 8 mình có phường 8 à? Cãi lộn, cãi không, hồi nãy tao nhìn cho đó. Kìa, cái phần này của mình là 20.000 nè. Phần này là 10.000 nè, phần này cũng 10.000. 10.000 là cộng bao nhiêu là 40. 40 với 2 là có 60.000. Là ăn được mấy loại ta? 60.000 ăn được 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại ốc. 5 loại ốc luôn đó cả nhà, thấy bất ngờ đó. Nói chung là lúc trước á, có up cái clip á lên bay á, thì Ngọc thấy là mấy bạn rất thích ăn mấy ốc nhỏ. Ngọc quay ở Đà Nẵng á, thì hôm nay chỗ này có tại Sài Gòn nè, cả nhà ghé thử nha. Ok, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye. Nhà cô sát bên mà. Dạ, hàng xóm luôn á cô. Uy tín rồi. Quay đâu, quay ốc quay tôi cho bà. Quay mẹ mặc áo màu mẹ đó đó. Đó. Đang nói là quay đó. Ủa gì hả? Đang nói là quay. Cái là một dĩa ốc xào. Dĩa xào ngón tay. Dạ. Đó, mê. Mê đem nước chấm cho chị. Ốc gai nè. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Bây giờ Ngọc đang ở số 27, hẻm 27 của đường Hưng Phú, quận 8 nha cả nhà. Ngày hôm nay thì Ngọc lại biết được một cái quán ốc 10k nữa để giới thiệu cho cả nhà, ngay chỗ quận 8 luôn, cầu Hưng Phú nha. Rồi bây giờ ở đây thì bây giờ Ngọc thấy rất là đông, nên thành ra Ngọc quay luôn cảnh cho cả nhà. Đây là dì Minh, bán từ lúc 10 giờ rưỡi sáng nha cả nhà. Múc con dĩa này nè đi Minh. Không gọi luôn nha. Hôm nay về lại có mấy món như thế này nè. Bây giờ Ngọc chuẩn bị là sẽ chọn lựa để gọi, để gọi và ăn thử nha cả nhà. Điểm ra lộn. Gì ơi, con mua luôn đi con, cái một phần này. Đi nước xanh má. Cái phần nào là mình chỉ phần đó thôi ha. Anh không cho khách trước đi gì? Con ăn ở đây. Dạ. Chị cứ cho hai bạn khách này trước đi, cái tới con. Quay ngóc. Quay nào nữa con ốc không đó mà bắt ốc. Dạ, cho hai anh chị này trước đi. Dạ. Em ăn gì vậy? Dạ, cho con phần này. Phần này. Phần lông. Nói là phần ngóc này. Quay cho ngóc lên. Cái gì vậy con? Lông á. Dạ. Mấy chút dưới gì nữa em? Nó không ăn. Cái này chứ.
Ủa gì cái ốc dừa nè mình làm cái gia vị nó cũng giống vậy đó hả gì? Ừ. Dạ. Cái này xào muối tôm nè. Dạ, à xào muối tôm. Ừ. Cái nào nè con? Cái này cho con ốc dừa. Múc rồi, múc rồi á, múc rồi. Múc rồi, múc rồi hả? Rồi cái nào nữa xào huyết không con? Cho con xào lông. Xào lông. Cà na. Có cà na không? Cà na huyết rồi. Rồi, ốc len. Anh đang món nào thì chị món đó. Đây. Dạ con ốc lựa nha, với cái ốc này. Cái ốc nhung. Ốc lựa hả con? Dạ. Ốc nhung luôn. Với lại ốc len. Ốc len. Dạ. Với lại một dĩa ốc xào. Dạ, dĩa ốc xào móng tay. Dạ. Đó, mê. Mê đem nước chấm cho chị. Ủa bàn ở trong kia hả chị? Ở trong kia. Dạ, dạ. Đây này cái phần mà Ngọc gọi này cả nhà. Ờ, các bàn ở trong kia. Bây giờ mình sẽ có ăn thanh không con? Dạ, không, con ăn cái ốc xào thôi cô. Dạ. Đây nè, đây cô đem. Dạ. Gì cô? Ốc móng tay ai vậy? Bữa nay con nghĩ thôi chứ hôm qua ai đã chảo được bữa nay rồi. Hôm nay là mình có ốc dừa, sò huyết, dạ, bông. Dạ. Ủa là tất cả trên đây là cô bán 10.000 hết luôn hả cô? Phải gì? Là chỉ nhỏ 10.000. Lớn 20. Cái dĩa nhỏ 10.000 dĩa lớn này. Còn cái ốc xào đó. Cũng vậy thôi. Dạ cũng vậy. Bình bình vậy thôi. Dĩa nhỏ 10 lớn 20. Dạ. Người ta ăn cũng dễ ăn nữa, nhiều người ta thích ăn dĩa nhỏ thì ta ăn. Ai mà ăn dĩa lớn. Anh chị có ngồi đây không? Này là dì Minh làm luộc rồi hả dì Minh? Ừ, luộc. Dạ. Chứ con dì ốc hơn, ốc hú. Còn nó ngon lắm. Chứ luộc không nấu ngon, có thơm, có đòn, có ngon. Ốc len. Ốc len. Ốc len dừa hả dì? Không, có phần dừa. À. Dạ, cô làm miếng tôm, miếng rau răm dừa kia thôi. À, dạ. Ăn nó ngon. Dạ. Với lại... Cái xàm, cái dừa nó yếu đó. Ta không có ăn, không có gì đâu.
gì rồi vô khẳng định. Với em một dĩa, ốc lên. Dạ, dĩa lên nhỏ luôn. Dạ. Đây đây đây, giữ nhà còn ăn. Giữ nhỏ lớn em, giữ nhỏ à. Lớn. Lớn luôn ha. Dạ. Hai con ai lớn mà. Qua đâu có không con nào bán. Cái này nó là gia vị giống nhau, cái này là giống này hả cô ha? Có khóm, giống, giống có, dạ thơm. Có thơm nó ngon lắm. Dạ. Nước cái trong khe, chị con thấy không? Lần đầu tiên con thấy nó ngon lắm. Thường dạ, ngày con thấy để rong răm được không mà, chứ chưa thấy ai làm thơm dưới này. Ở đây cô làm một quả ăn thử, con mới biết là ngon hay ngon lắm. Thí dụ, thí dụ mà làm ăn với ngon á, ốc tươi khách nó ăn đúng không? Cô làm đầu tư không đầu tư, dạ. Không có làm từ mấy cái kia. Đông làm dứt khoát không bán. Đồ đồ nóng, nóng bởi vì bà mùa, bà khó đó. Bà mua đồ là phải không phải đẩy đâu. Không có mua đồ đâu mà làm. Dạ. Đồ dứt khoát này nóng không à. Nhìn là hàng tư không biết. Tư không bu với gì nữa. Nhung bu ngựa. Nhung bu ngựa. Bu có rồi. Nhung ốc gai nè, ốc gai nè. À ốc gai. Nhung bu ngựa, ngựa là này nè phải không? Thì là khoảng bao nhiêu loại cũng à? Tất cả là trên đây hết luôn à. Ủa nhung là nào? Nhung là con ốc muôn á. Ốc muôn là này nè. 12 là khoảng 12 loại nha cả nhà. Bữa nay không có ốc là ốc gì đó. Ốc mủ. Bữa nay là không có mủ thôi. Ốc mủ với ốc đá. Dĩa nhiêu nữa nha. Dĩa nhiêu nữa chị. Hỏi có ăn thì em xanh hơn lắm. Dạ có thấy trên nóng mạng có mấy bạn cũng nấu. Đúng dạ. Mua đồ kỹ lắm. Về bàn bán làm kỹ lắm. Dạ. Lứa đồ đổ cả đáng luôn. Riêu chị Minh. Hình như dì Minh bán ở đây lâu lắm rồi hả dì Minh? 40 năm. 40 năm. Ủa. Bán rồi không? Dạ không, năm 75. Và cô đi làm mấy năm rồi cô về cô bán luôn tới giờ. Dạ. Đó 40 năm, đúng rồi 40 năm. 40 năm có. À, con thấy ốc đồ cô sửa quá trời sạch luôn hả? Đồ nhìn nó, dạ. Cái mùng tên mới đem cho ngoài đường luôn. Dạ. Cái sổ mà. Tại nhà cô sát bên mà. Dạ, hàng xóm luôn á cô. Uy tín rồi. Quay đâu, quay ốc quay từ trên. Quay ốc. Quay mẹ mà ốc mà mẹ đó đó. Đó. Đang nói là quay luôn đó. Ủa gì hả? Đang nói là quay luôn đó. Quay luôn đó. Đi dụ. Quay cô Minh bán được rồi. Dạ đúng rồi con quay cô Minh. Ờ quay cô Minh, ốc dạ, cô Minh. Ốc dừa, dĩ nhỏ hay dĩ lớn con? Dĩ nhỏ hả? Ốc này dốc ngựa lên đây cô làm cho con dĩa. Dạ tất cả đều là luộc có một món xào thôi á cô Minh nha. Dạ. Hay là ốc ngựa. Ừ. Ốc ngựa con nghe nó cũng mắc lắm á. Mắc lắm á. Dạ. Nè, một cái cầm đi rồi vô rồi một cái ốc dừa 10.000 chị Minh. Ốc nhỏ dừa 10.000. Ốc nhỏ. Ốc dừa 10.000. Ốc gai. Ốc gai. Dĩa ốc gai nữa. Nhỏ không á. Nó đi ngoài. Nói đâu em? Giờ cầm chúng chỗ ngồi. Rồi. Nè. Xong. Nè, em bán luôn ốc gai nè. Lông nhỏ nè. Lông nhỏ nè. Lông nhỏ. Ốc này hả? Dạ. Nhỏ luôn hả? Giờ thêm ốc gì nữa không? Cô để một dĩa lớn cái cho nó gọn. Nè Minh, xà lông với cái đó đây Minh nè. Cô bỏ qua dĩa cho em. Nè, đây, 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 đây. Rồi, cái này luôn. Cái này vô cái dĩa đây. Ốc này là ốc gì vậy cô? Ốc nhung. Ốc nhung đúng không? À. Tất cả là con thấy làm với đưa cho cô đó đó. Thơm. Cái lá dứa. Ừ. Thơm dạ. Lá dứa làm thấy lạ luôn á. Ngon lắm. Ăn
ăn cái cơm ốc nó ngọt. Có bán từ 10 giờ rưỡi sáng hả cô? Đúng rồi. À, ngày nghỉ là mùng 1 với 15. Ba ngày nghỉ ngày mai. Ba nghỉ. Thấy cô treo bảng vậy cho mấy em thấy nó ngon. Dạ biết. Tại con khách của cô cũng xa. Con biết không? Mình ta ở xa đó, người ta không biết mình cái ngày nghỉ. Dạ. Mà có lên mạng, ở Bình Thạnh mà lại đây luôn á. Có lên mạng là ở xa đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ hả? Cả nhà thấy xa xa cũng có cái bảng á. Đó là quán ốc của Dì Minh thì bán từ 10 rưỡi sáng là nghỉ ngày mùng 1 chứ là 15 nha cả nhà. Có hai loại nha, một loại là nước mắm ngọt với lại một loại là muối nha cả nhà. Rồi, hoành tráng quá. Mỗi dĩa là mình gọi 10.000 thôi để cho dễ review cho cả nhà nha. Còn cả nhà ăn nhiều hơn, dĩa lớn là 20.000. Đây là con ốc ngựa, nhờ mình xử từng món trước nha. Ốc ngựa hổm, tự nhiên Ngọc ăn cái quán ốc ở bên quận 1 xong Ngọc thấy là ốc ngựa ăn rất là ngon nên Ngọc hay gọi. Mấy món mà mình thích thôi nha, nhưng mà cô thì Dì Minh thì bán dạng như là sẽ tới khoảng 12 món mỗi ngày đặng cả nhà. Ôi chết. Đây là lần đầu tiên Ngọc ăn chỗ Dì Minh luôn. Đây, ốc này nó có cái mài ở trên nhiều nữa, nên là mình phải lễ nó hơi khó xíu. Giống như kiểu là cô làm theo kiểu như sao ta, nó muối á, cho nên thành ra là nó kiểu nó hơi mặn mặn nhẹ nhẹ ở bên ngoài thôi. Ngon. Rồi ăn xem ốc cà na. Cơ bản mà khi mà nhìn sơ bộ thì cả nhà có thể thấy được là ốc cô làm rất là sạch nha, không có bị lẫn á. Không có bị lẫn, hồi nãy giờ ăn cũng mấy con thì cảm giác là không có bị lẫn à. Lẫn mấy cái sạn đồ này kia cả nhà. Nãy Ngọc chưa có gọi cái gì ốc này đâu. Ăn coi phim mới gọi thêm. Thấy có mà không sạch sẽ không? Không chấm nha. Cái phần muối này rất là ngon, thấy là vừa vừa có hậu ngọt nè, xong rồi vừa vừa có cái độ mặn ha, và có cái độ chua của chanh nữa, của tóc nữa nè, nó rất là dịu á cả nhà. Bây giờ ăn ốc len. Mà ở đây là lần đầu tiên mình thấy là làm theo kiểu ốc đó, luộc lên, nhưng mà không phải là luộc theo kiểu truyền thống là bỏ nước vô luộc rồi đổ muối này kia, mà cô bỏ thêm cả nè, thơm. Xong rồi cô bỏ thêm con lá dứa, nên ra nó có mùi thơm. Cái ốc len mà cô không có xào dừa mà cô làm món này cũng thấy là rất là lạ và ngon cả nhà. Cái ốc tươi cho nên là cái thịt nó giòn nha. Ốc này nữa. Ốc này thì chắc là cô luộc thôi. Cũng có một chút thơm, ốc đắng cũng có một chút thơm. Hả? Cái này cái thơm á cả nhà, cho nên thành ra là để vô nó rất là có cái mùi nó dịu dịu thơm thơm của lá dứa. Cũng được, cũng hay chứ bọn. Nãy giờ mình để ý cái ốc này nè. Ốc này ốc nhung. Tại vì nhìn thấy nó bự mà bên ngoài nó cũng có lạ. Nó sẽ không trơn mà nó có hơi cái phần ở bên ngoài nó mịn mịn như thế này nè cả nhà. Rồi, có ốc này to nha. Quét một miếng muối. Con ốc nhung thì có một mùi thơm khá là đặc biệt. Nói chung mình nó sẽ có cái mùi thơm dậy hơn so với lại những cái ốc khác thôi cả nhà. Bự ha, to ha. Ốc này ngon, ốc này ngon. Nếu mà nhìn bên ngoài thông thường á, cả nhà thấy là nó hơi sần sùi rồi các kiểu, nhiều người sẽ không thích gọi, nhưng mà cái ốc này ngon nha. Cái thịt đó nhiều, cái phần mà sực 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 nó nhiều, được cái là nó tươi nữa đó cả nhà, thành ra là ăn rất ok. Hồi trước thì không có biết
Ngọc biết Ngọc tưởng khu vực có bán khoảng những cái quán mà bán 10k thì ít á, Ngọc không có biết. Nhưng mà sau này Ngọc thấy mấy bạn comment rất là nhiều những quán ốc mà bạn đã từng ăn, cho nên là thành ra là mình đã được gợi ý đề tài rất là nhiều luôn á cả nhà. Và Ngọc biết quán gì mình cũng là nhờ mấy bạn chia sẻ với Ngọc. Đặc biệt là chỗ gì đó thì có dạng như luộc với cái phần thơm vậy thôi, chứ không có nướng. Mà đặc biệt là có thêm xào nha cả nhà. Chỉ có là một món xào như thế này thôi, ốc bánh tay xào. Có mỡ hành ha, hành phi ha. Cái này mấy bạn thích béo, ăn béo nhiều, ăn hành phi nhiều, còn nghĩ là món này rất là phù hợp luôn. Thật sự rất là kiểu béo thơm, ốc tươi làm sạch. Nói chung là mỗi nơi sẽ là có một mỗi cái đặc trưng khác nhau, mà đặc biệt là về phần á, vừa sạch nè, kiểu mình ăn mình không bị lẫn này kia nè, mà vừa rẻ nè, hoặc là chỗ này á rất là phù hợp cho tất cả mọi người đúng không? Nếu mà cả nhà có thắng có địa chỉ thì Ngọc nhắc lại nha, đây là hẻm số 27 của Hưng Phú, quận 8 nha cả nhà. Nó cũng khá là dễ tìm, chỉ chạy xuống một cái dốc là tới là chỗ gì mình bán phía bên phải rồi. Nên là rất là dễ tìm, là từ 10 giờ rưỡi sáng đến khoảng 12 giờ nha cả nhà. Rồi không có ốc nữa, tự nhiên không thích ăn ốc nữa. Bữa hổm tôi thích ăn ốc ngựa, bây giờ thì lại thích ăn cái ốc này là ốc nhung. Ai quên, nãy giờ mình quên trắng với trắng rồi. Cái này là chua, dạng như là nó nhẹ nhẹ thôi, vừa vừa chua chua vừa vừa ngọt nhẹ nhẹ thôi cả nhà, chứ không có quá đậm. Thêm con ốc này nữa nha. Rồi nếu mà tại vì dì bán lâu rồi, 40 năm rồi, Ngọc biết chắc ăn là cả nhà mình có những bạn đã đến đây rồi ha. Thì các bạn đến đây thì các bạn thấy là cái gì, điều gì mà làm các bạn thích nhất thì các bạn comment phía bên dưới cho Ngọc biết nha. Coi Ngọc sẽ ăn tiếp, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo, chia sẻ những quán ốc rẻ 10k hay là rẻ, nói chung là về rẻ cho cả nhà nữa nha. Các bạn ở nhà lợp đây có bà Sáu rồi lợp. Ngày hôm nay mình đang chuẩn bị mời cả nhà cùng ăn ốc đồng giá với Ngọc Nhan khoảng 30-40k nha cả nhà. Ở số 58-32 của Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, đối diện với số đó nha cả nhà. Không quên nói đối diện đi cả nhà, mình kiếm nó hơi khó. Hẻm là hẻm 50, dạ, hẻm 58 của Tôn Thất Thuyết nha. Mở phòng men, tí là mình sẽ thử nha. Mình thấy ốc nhiều quá, diện mà lớn nha cả nhà. Những loại ốc lớn, đinh cũng lớn, bông, cà na rồi này kia cũng lớn, là ốc rất là lớn luôn. Phần lại nhiêu cô? Phần lại nhiêu? Nhiêu rồi, 30 chỉ có cỡ như vậy thôi, nó dạ. À. Tùy theo món. Tùy theo món cái gì cũng được. Có không nữa? Tại lần đầu tiên con ăn nên không biết. À con chạy vô đó làm cái hộp của Mai lên. Không gì. Ốc tỏi bán sao? Tỏi bán. Ốc giá. Giá là 150. Còn nhỏ là 5. Ốc chét lại đây mấy dài đồ đó, có cua, có ghẹ cả nhà, có mấy loại ốc luôn, ốc bông, rồi ốc cà na cũng lớn nha, nó hàng ốc rất là nhiều nha cả nhà. Thì cơ bộ là mình bây giờ là có sau mình sẽ quay lại cho cả nhà nha. Cái gì xào phô mai nướng phô mai nướng phô mai ngon, xào huyết, xào me nha gì, thanh cay nãy kêu chưa, kêu rồi có mì đường nướng phô mai đúng không? Không, cái này nướng mắm với mà hành luôn mà chứ. Cho bé Hiền đi nướng xong muốn cho bé Hiền đi con. Lợp qua lợp bán này coi. Chị nở này nướng phô mai được không? Chị nở. Phá đậu này hả? Cái này nướng phô mai không ngon. Không ngon. Có cái ốc mà nướng phô mai không ngon. Mà hành nó con. Rồi, cái đó nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành mấy con nè. Hai con đi. Hai con. Cái này gọi là ốc mà mua lót đó hả? Này nữa dĩa mì xào đi. Mì xào với bánh tay á. Rồi xào bánh tay, giỏi gì nữa không? Ba lộn xào me. Ba lộn xào me.
Con cua ha kìa Bảo. Đúng. Để cho nó ăn cua đi. Rồi cua bự nha. Cua bự nó ghê không? Cua, cua xào đó. Rồi cua. Cua làm gì Bảo? Luộc ha, để luộc ăn cho nó luôn hả? Có ốc cơm len, rồi ốc linh những nhà. Cái lại có cua với ghẹ, đặc biệt hàng ốc này cái loại giá như là có thêm cua với ghẹ bán thêm nữa nha cả nhà. Chị nở nữa cho nó con cua nào trứng trứng cho nó. Thôi đứa con dừa thôi mình nó ăn rồi. Luộc hả? Là xào. Qua ăn được không? Dừa gì đó được. Đúng rất à. Chắc lắm. Cua này chắc lắm. Xào gì này xào gì? À xào cua, cua cay rồi đó. Xào cua cay, xào ngọt cũng xào. Cái này bỏ lên không? Dừng nữa, xào dừng nữa. Cua cay còn ngọt. Nhưng mà bán giá sao vậy cô? Cua? 60, 65 ngàn. Thôi còn ghẻ. Ghẻ bán dĩa 50 ngàn dĩa. Ốc này 30, 30, 40. Dĩa. Dạ. Bán bên Giang lấy 30, 40 mà. Sao quán này luộc là sao? Hả? Được, cái cháo rồi, cắt cái cháo liền đi. Rồi cho cháo nóng đi. Con ăn nước mắm nó ớt không? Cô gì làm nước mắm nóng cho con. Cái gì coi, đó là phẩm kìa hả? Quán hộp dịch cay không quán? Chơi chị 3 cái 3 chín đó chị đỡ. 3 chín hộp dịch lộn á. Dưới mì sợ không tay nữa. Dưới mì sợ không tay nữa. Chạy 3 vòng rồi đó bà nội. Ừ, 3 vòng đấy, anh chạy 3 vòng mới lại đây á. Bà chứng với... Bán chuyện lên chả mỗi ly đâu rồi. Chạy xíu đi, chạy xíu đi, làm liền cho. Tao làm được, tao kêu làm liền đâu. Ờ, chạy xíu ha. Biết nở mà. Để làm cho người ta cái gì làm liền. Mấy giờ bán vậy cô? 12 giờ. Này á con mới. Dạ. Quang ơi, chạy em Quang. Chạy xíu. Bấm đường à? Mua ốc hương là mình làm gì được cô? Xào. Xào me, xào bơ tỏi, bơ tỏi để hồi con câu cái đó. Cái gì cũng được xào được hết trơn. Quá quá là chắc xong. Hai giấc miệng giấc cho quá. Hai giấc nở. Giá này nhức răng lên. Chết rồi nó mình mừng chết. Gì nó không chén nữa. Nướng hai ốc tỏi mới hành luôn đó rồi. Hai này hai bỏ. Chắc vô chén bỏ vô. Nè nè nè. Nè con. Bỏ mới hành vô. Thôi được rồi. Rồi gì nữa không? Rồi làm nước không? Nước làm được hả? Làm được mà con nữa là có nước không? Chỉ nghe bác xã đi thì riêng mình rồi. Ở đây thì kiểu là cô luộc ớt rồi nha cả nhà, xong rồi bây giờ đó, làm chế biến cái gia vị có me, có bơ tỏi đó. Rồi chế biến gia vị thêm thôi, phần thì cũng đồng giá với giá đó nè, là 30 là 40 tùy loại con ốc nha, ví dụ như đá cá như ốc hương rồi thì là 40. Không đồ tư luôn mà chứ không có đồ sống, nó đồ này đồ sợ là đồ tư mà không được chết thôi. Anh thì bán đồ còn ngồi còn xong nữa không bán thay ốc lớn không ạ? Rất ngon không? Ốc dạ. Sống không ạ? Em nhìn lên biết rồi. Ốc hồi kiểu gì vậy ta? Ốc hồi kiểu gì vậy? Không, phải cái điều sợ lâu phải đợi cho ông hỏi. Để cho ông hỏi đi. Cô lấy cho con phần ốc mỡ xào me nha. Giờ hả con? À, tí nữa đi, cô cứ làm cho khách trước đi rồi ngồi tới con. Để đỡ em để xe đâu. Cay không vậy? Dạ cay. Ghế kìa từ từ, ghế qua ngồi kìa, hỏi đi. Mẹ ốc vịt mẹ. Mẹ ốc vịt không?
Nó cho em trứng vịt nha. Dạ, qua lại qua bển đi cái gì nó nói cho chị làm nó cho chị. Ông hút mùi cho em nha. Dĩ nghe ha. Bước xả luôn. Rồi. Gì cho con cái mùi xào à? Ông cay. Rồi. Ông cay nha. Ông cay như nở. Ít rau muống thôi. Có gì luộc không? Có gì luộc không? À, hấp xả này đi. Hấp xả đi con ơi. Dạ bưng qua liền, tụi bưng qua liền. Cô bán đây chắc lâu rồi mà hả cô? Nó mấy chục năm. Mấy chục năm. Bán lâu rồi mà nghỉ hoài chứ. Dạ. Bệnh nó bán không có nhiều không? Tháng con bán 8 ngàn. Làm nãy giờ con đi tới luôn. Đi ba vòng mới thấy. Tao kiếm hoài chứ mà làm không nổi. Ờ, điện nó kêu còn không được đưa tiền không. 12 12 giờ hả? Đúng 12 giờ là dọn ra. Làm không có kịp. Quá trời. Mình sao phải làm kịp. Ở đây chắc có nhiều loại ốc không? Hai chục không? Chắc 20 quá hả? Hả? 20 loại không? Chắc. Hơn hả? Mấy loại á? Trời ơi. Trời ơi, đang làm đây nè con. Nước không có đồ đó. Bỏ vừa vừa thôi là ta cứ cay mà nó lấy cay ta cứ sống mà nó sống cay cay vừa vừa thôi. Nói bà nó có làm cho tôi bưng. Dạ, Nghiêu hấp thái với một ốc mỡ nha, ốc mỡ xào me. Không biết là tôi dặn tôi bán gì đâu bưng lại cho. Dạ, từ từ cũng được, cứ làm. Quay đi xong rồi bán. Dạ. Bán á thì có trả lời. Dạ, dạ, không biết. Cái này bán được rồi. Ốc to quá trời luôn mà bán chỉ có tầm 30-40. 30-40, 50 thôi, không dạ. Có nhiều. Dạ. Cái này bán đồ sống. Bán này lắm. Cái này biết không, bán đồ tươi rồi em cũng thấy không, nó có mập ghê không. Đây là đồ chết rồi trả lỡ. Đồ sống không, nó đồ sống. Chưa bị trả lỡ. Không quên nữa, làm gì cho ăn trả lỡ. Không quên nữa. Này nhiều lắm. Trời, cô nói vậy con khoái rồi đó nghe. Ừ. Với lại cái món mà cái cô nào mình nấu 6 món hàng ngày đó là thôi. Nó bán. Đi quay suốt luôn. Quay 6 món hàng ngày. Nó biết. Trời, cô coi kỹ con giỏi lắm. Con giỏi lắm. Giờ mình đây không. Cái chỗ mà lúc mà rụt nè tới bây giờ là lanh luôn. Bây giờ là lanh luôn cái đó được nè lắm. Dạ. Giờ là quá lanh. Giờ là giỏi lắm. Nhìn nổi cô nhìn thấy. Phố Sài Gòn. Hôm nay được gặp cô, trời đi mà gặp cô mà cô nghe cô khen nè, tốt hỏi mũ cô. Cô ăn ấy hả cô? Để cô ăn ở chỗ cô đổi chắc lâu rồi. Hay sớm hả? Ở sớm. Cô đổi luôn ở đâu cô đi. Món nào cũng ngon cô ha. Xào khéo, đồ tươi. Dạ. Nghe vậy là uy tín rồi. Nghe vậy là khách trên Sài Gòn phố là uy tín nghe cô. Hôm nay con lại là ít chứ mà bữa ngồi trời. Nóng dài tuốt làm kia nắng mà mấy đứa nó cũng hận hồi. Dạ vậy con làm nổi, con làm luôn á, con làm nổi nè. Mấy cậu cha giỏi lắm nè, có hai đứa còn có hai đứa là 4 đứa, 5 đứa, 6 đứa phụ không kịp. Nhỏ này ở sớm cũng lại phụ luôn, nó thấy nó đi bán vé số thì nó chạy đừng phụ. Ừ. Vô ngủ với má rồi. Ở đây vui quá. Ám quá rồi. Gì đó, bánh gà đó. Lấy dĩa nó ra, nó có dĩa chổng nữa. Bữa giờ bỏ mắm chay à. Con nói ở đây là xóm chùa. Dạ. Mẹ Quan Âm. Dạ. Hôm nay có mẹ Quan Âm lớn. Ở đây xóm chùa mẹ Quan Âm. Kỳ đó con có coi cái mẹ cái clip mà mẹ Quan Âm bị cột trái không? Dạ. Không, chắc con không biết rồi, lúc đó con không biết ở Sài Gòn chưa. Ăn ngon mà. Với lại con ghi cái địa chỉ bên đây là cũng dễ kiếm đúng không? Đúng rồi, con cứ nói hẻm 58. Hẻm 58, dạ, 32 hẻm 58. Dạ, 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 Tôn Thất Thuyết, quận 4. Muốn gì em? Luộc hết sao? Luộc cho cô xả, hấp xả. Nữa không? Nhớ gì đó? Ốc len á. Len kìa, đang nó hỏi được rồi. Được rồi, nhiêu đó rồi. Để con hâm. Tối nay khỏi ngủ luôn. Nghe cô khen ở trong quá. Nó trong nhìn trong máy không có sinh động rồi. Đúng rồi, ở trong hình mập hơn. Đúng rồi, nhìn thấy mập tròn ở ngoài hơn. Ở ngoài cái hồi đó mà chú còn sống á. Dạ, chú cũng thích ăn ốc len. Dạ. Với xào lăn nướng. À, xào lăn nướng. Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành. Thảo cái gì vậy? Không con thấy mà nhận.
kêu con mua cái mì cho em. Cho ai? Cho có ai đây, có ai qua đây. Quay ở đây rất là đông vui nha. Này quán chút nữa mới đông hay nữa ha. Chút nữa mấy đứa nó đi làm cái ghế ăn đông vui lắm. Con thấy một mâm hai cái bàn nối lại với nhau vậy đó mà. Chạy không kịp. Này cho bà Sáu luôn đi cho. Em muốn cho bà Sáu miếng nước mắm nữa hả? Ờ cho Sáu miếng nước mắm. Sáu chặt ốc, chặt mít không? Chặt mít chứ. Sáu. Ớt mắm ớt không? Chút xíu thôi, xíu ớt thôi. Đấy, nhưng mà khách muốn hỏi bữa nào cô bán cô ơi, bữa nào cô bán thì điện thoại cho cô hả? Cô cho số điện thoại đi. Con biết số điện thoại của nó con đâu mà chuyện ở về ai đâu quá bộ bớ chứ bả làm có số bả có biết xài đâu. Bả bả người có trên đó bả mới xài quê mùa có người bạn xứng đáng. Thôi cô tạt nước mà sôi cho nè. Nè cái lấy tiền không? Để chặt đít ốc cho bà Sáu con. Nè chặt đít ốc cho bà Sáu chưa ạ? Bà Sáu về đi vẫn ngủ. Ừ, có sao ngắn đi. Thiếu nghêu hấp tạc, à, vậy hấp thái à? À con gọi luôn nha cô. Nghêu hấp thái, ốc mỡ, xà me. À, ăn gì nữa ta? À, ốc này là len hả cô? Ốc len dừa, đúng rồi, ốc len dừa. Len dừa, lấy con một phần len dừa nữa. Rồi, cái gì đây, cứ em làm cho. Luộc xà lông đi. Luộc xà lông đi. Nấu gì chưa, cái gì đó không vậy? Bỏ mắm hành vô đi con. Xà lông cái nào bỏ hành? Cái đó đó. Cái chấm là có hai loại luôn, nước mắm với lại tiêu. Muối tiêu. Này luộc đó. Này luộc không? Chanh rồi, bỏ đường rồi vô. Gì nào đó, gì nè. Cô phụ với cô nở. Ngủ bả. Giúp bả giùm bả. Em đi bán cái số. Bữa nào bả bán thì phụ bả bán mấy cái số rồi thôi. Dạ. Bán bán thì mình đi bán cái số. Bữa nào bán bán bả má áo thì mình đi bán cái số. Rồi mấy cái dĩa nhỏ nhỏ mà không thấy luôn mà nội. Nó ngủ quá. Để trong đó không cái đóng hoài. Chứ này quá bỏ đâu. Ừ. Không dĩa mũ á, dĩa mà ngủ. Đó, không thấy không ăn. Nè cái này nè. Đó. Bỏ da. Má không thấy má hỏi con. Má không thấy má hỏi con á con. Hai đứa một tuổi á. Dạ. Nè, nè qua đây nè. Dạ cô để. Cô nó về em chị kêu mà ăn xăm xáp. Dạ có nước suối không cho con? Có, nước có. Suối lạnh đi. Lạnh dạ. Dạ, một cái số lạnh là được rồi. Dạ. Giờ con ngồi đi. Dạ, để con quay cái khúc này nha. Dạ. Hàng ngốc rất là nhiều món, trên khoảng mấy món luôn nha cả nhà. Họ cũng mua cô. Đó, nói chung là ở đây là cô luộc đồ hết rồi, sơ chế rồi, sạch sẽ hết rồi. Cả nhà chỉ cần lại là mình cho cái vị ha. Mọi người muốn ăn là sốt thái, sốt me. Rồi này kia là có gọi cô thôi. Hoặc là cái trứng sò me luôn á. Cả nhà cũng có. Cô ô quá trời xe. Gì nữa không? Gì nữa không? Để lỡ cho người con ấy. Làm phẩm không? Ai đâu? Nghe thái rồi. Thái rồi. Không sao. Khoan. Để từ đó đi cho. Ủa, bụng này lỡ thái không? Ông nữa nha, cho ông luộc cũng kìa. Rồi, đang làm. Dạ ít cay xíu nữa đó. Cái đó là chuẩn bị nấu à, để chuẩn bị nấu gia vị đồ này kia nêm trực tiếp luôn. Mì xào không cay á, đúng rồi, ít ít muốn rồi, đâu có cần muốn thôi gì nữa không chị, đi làm đi, đi đó lấy cho em đi trà đá luôn nha. Dạ thôi là đi đó nha, trà đá không đem đi con ly nước cũng à, đừng có lấy cái này cho em nha. Bữa nào không lấy bún tàu, bún tàu của ông chay đây đại ca này không, lấy cái này bún tàu thôi.
10 sỉ. Cái mì mì nhỏ nha, ngon quá. Đừng có bỏ bơ nha. Bỏ bơ chơi mì mà sao bỏ bơ vậy? Bỏ bơ. Dạ. Cô Lan làm gì nhìn cô hoài vậy? Vô đi, nó hết vô đi, ngồi ngóng hoài. Ngồi ngóng hoài, nè, 10 ngàn nè. Bán hết thì đi ngủ đi, ngồi hoài ngoài đường hoài. Trời, mày giống mấy chồng đâu quá ha. Tôi làm mấy chồng bà là hỏi chơi luôn á, tôi chém bà ngày ba tháng. Tôi là má chồng bà là bà chết với tôi rồi. Ai cơ đứng xuống biết rồi con rồi. Dạ dạ nhớ lại. Là bà cái bạn á. Ai chị Thảo đến chưa trời? Mấy ngàn. Rồi lấy em trả cho. Cuối lên hai chồng mày kêu mẹ. Có uống cái cà phê hả? Có nè, uống cái cà phê với chai không à? Mày mày khẩu sậy. Tô tô. Vô chai. Ngô bán hết vô ngủ đi ngồi hoài. Trời đuổi luôn mà. Để các bạn. Rồi ta để con bán chút con đưa cho. Ta buôn bán vô đây chúng ta được 10 triệu. Cái này của ai của chị? Ăn ốc ở nói chung là giờ dĩa từng dĩa một ngọc cô giá tính nhiêu nữa cả nhà ơi, để em tí nữa hỏi thêm cô để nói giá cho cả nhà nha. Ê gì vậy, sao lấy ốc được vậy? Rồi bây giờ có ốc mỡ, ốc mỡ là xào me, lúc nãy mình cũng kêu xào me. Dạ, ban đầu á thấy cô xào gia vị với cả nhà, cái Ngọc cảm giác là cô làm gia vị rất là nhiều, không có tiếc gia vị, thì Ngọc nghĩ là mấy cái món này sẽ làm sẽ ngon con ốc hơn. Thứ nhất là gia vị đúng không, thứ hai là cái độ tươi của ốc. Giống như Ngọc dự đoán nha cả nhà, là gia vị cô làm rất là đậm gia vị luôn, để cho bên ngoài con ốc được áo phần gia vị nó sẽ đặc biệt ngon hơn. Ừ. Rồi, ăn cái này không? Cái này ghê quá, sợ dính luôn trong miệng quá, bây giờ đổi. Cái xào me rất là đặc, thơm nha. Không mà xào lên với tỏi ớt rồi đó, nên thành ra rất là thơm. Ốc cua á. Một con ốc thịt rất là nhiều. Theo Ngọc á, từng quay á, có mấy cái chỗ quán ốc mà kiểu bình dân ở đây khoảng chừng 30, 20, 20, 25 á, kiểu đó là chỗ quán của cô là một trong những chỗ ốc mà ốc rất là lớn to, thịt nhiều nha cả nhà. Cái này nó cô kêu rồi để dưới mà sao mình cảm giác thôi, để nó lung tung quá Ngọc, để giờ cái đó nha. Ngon nha, ốc rất là giòn, sực luôn, ốc mỡ giòn mà đặc biệt là cái sốt nó ngon nữa. Hôm nay mình ăn vô rất là bắt. Không, bữa tại em bữa nay chị nói có mình chị Ngân nên em biết là chắc ăn gì lên xào dừa. Vừa bên ngoài cái này là hơi vừa phải thôi, không phải là quá trời béo ngậy nha, nhưng vừa thôi, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái vị vừa. Nêm cũng đậm đà nữa. Mình thấy hôm nay mình quay clip kiểu hơi bất ổn, với lại cũng vui cả nhà, tại vì là cô á với lại hàng xóm rất là đông đúc á, nên là vui lắm. Mọi người đã chia sẻ một câu rất là hay luôn nha. Và mình cũng gặp được cô xem Sài Gòn Phố rất là lâu. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Sài Gòn Phố trong thời gian khá là lâu, thời gian vừa rồi luôn. Hình như cũng 3-4 năm luôn cả nhà. Có vẻ là rất là nhau. Ăn lẹ lên vô tới kìa. Đó, ốc nó không, cả nhà thấy là sơ chế ok. Ở đây cô cho hai loại luôn. Một loại á là muối với đường, muối tiêu với đường, một loại là nước mắm nha cả nhà, để cho cái sự chấm của mình nó phong phú hơn. Chết bà, thì nó hơi có vị ấy. Ngon. Đi đâu? Đi đây.
tay cũng là to, thì hầu như là đều đều với nhau, cô bé móng tay đều đều với nhau, mà chỗ cô cũng gọn nhẹ, rất là nhiều món. Đúng vậy anh luôn hả? Dạ ngon, dạ ngon. Cái loại mì này là ngon. Dạ rồi. Ờ, ăn gì nó ngon mì. Cái này là mì dạng sợi phở cả nhà. Để Ngọc ăn thêm cái gia vị của cái này để Ngọc biết review cái món mì này như thế nào nha. Cái này gia vị cô nên cũng vừa phải rồi. Vẫn có cái hậu đậm đà nhưng mà vừa thôi nha, nó cũng không phải là quá đậm, để trong không mặn hay là đậm ngọt như cả nhà. Nói chung là món này mình ăn no, ở chung nhiều món nên không có thể nào quay hữu tất cả các món như cả nhà. Nếu mà quay hết là không thể nào ăn hết được ha. Cơ bản thì mình review về gia vị nè, về cái độ tươi của con ốc này kia rồi. Rồi còn nếu mà cả nhà mình á thích á, giống như kiểu thích á, thì lại mình ăn những cái món Ngọc chưa thử thì cả nhà có thể thử xong rồi comment bên dưới để cho cả nhà xung quanh mình cũng đều biết nha cả nhà. Khi mà mọi người kênh comment thì vẫn biết được là những ốc khác thì như thế nào. Đúng không? Cái mít Ngọc đang để ở đây rồi cho nó đừng có bị ồn xe quá, tại vì mình nồi đang gần đường. Chỗ đây là hẻm số 58 của Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4 nha cả nhà. Và số này là đối diện với số 32, thì nó đúng chính xác là 58-32 của Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4. Ngon nha, mình đang phải chạy đua tại vì Ngọc sợ là trời mưa tới nên nó không kịp với cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Ốc mỡ này nó không có béo bằng ốc mỡ kia. Ốc mỡ này có con nó đắng, có con nó bình thường. Đó con ca nước đó, ngày uống con ca đó đó, uống chừa cơm luôn mà. Là bán không ăn luôn á? Không có ăn. Bán ở trong nhà rảnh thì ăn, chứ còn ra tới đây là khỏi ăn. Chú ăn cái gì ha? Bốn món, năm món đó. Đúng giờ đủ chưa? Sầu quá. Năm món mà có 160 à? Giá vịt đơn quá. 160. Một phần là nhiêu cô? 35.000. À dạ, 35.000 thôi. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Ngày hôm nay là một buổi sáng đặc biệt. Mình đi ăn sáng bằng là hải sản, gọi là bằng ốc nha cả nhà. Đơn giản là một quán ốc vỉa hè thôi, nhưng mà gắn bó ở đây rất là lâu rồi. Trước hết là mình sẽ cho cả nhà địa chỉ. Địa chỉ ở đây là hẻm số 171 của đường Cô Bắc nha, quận 1 nha. Bán từ lúc 9:30 sáng nha cả nhà. Hồi nãy giờ là do Ngọc quay á, chứ bây giờ là 10:25, thấy chưa? Là vẫn nói chung là cái thời gian cô bán là vẫn là buổi sáng nha. Mình có thể là ăn sáng với lại mì với hải sản được nha cả nhà. Tại chỗ cô cũng có bán luôn. Rồi Ngọc sẽ cho cả nhà xem cái ốc ở đây nha. Đẹp, rất đẹp và rất đông. Ôi, vậy sao đẹp? Đúng không anh? Đẹp rồi. Thôi ngồi đó. Ớt là mắm nè. Mắm. Mắm ớt á. Mắm rồi. Rồi giấy hai anh chị nãy lâu lâu luôn chứ. Dạ, hả? Của con đó đúng không? Đây nè. Của con nè. 1, 2, 3, 4. Vậy là ở đây là có mì để ăn sáng luôn đó hả cô? Có mì tối luôn. Mì tối là lắm ta. Dạ. Thôi để cái đó món đó trước đi, rồi con gọi thêm mì. Ở kia anh có tim chưa? Có rồi, nó để. Sao đậu xanh nhiều vậy? Kìa hỏi mấy con gơ này nè. Tôi đâu có rảnh mà tôi ăn. Mấy anh với lại xào điệp, xào lông. Giờ không có xào nữa phải không? Có cà na muối. Kìa. Bùn bờ nãy bẩn dưới rồi phải không? Giờ bữa nay nó bị điệp với gì, bánh mì nó chưa ăn. Bị dí với bánh mì chưa ăn, sao nó ăn bánh cam được. Mới ra là dí tới giờ luôn hả? Bữa nay trễ. Đồng bữa 8 giờ mấy là xong rồi, bữa nay tới 9 giờ mới ra, chưa dọn. Tại bữa nay đi chợ bị bể bánh xe. Ôi trời ơi. Trong đường nó bể bánh xe là thua luôn á, như là mình phí ruột luôn á. Bể ở đâu gần đây không? Trong chợ Bình Điền á.
vô trong đường Nguyễn Văn Linh mà vô giữa đường mà bị bể bánh xe là thua luôn. Phải chạy luôn, bỏ ruột xe ra quốc lộ 50 á, mới có. Mới có. Đi bộ cây mấy, 2 cây số á. Từ mà gần ngang ngã tư Kim Hằng á, giả tới quốc lộ này. Dạ, biết rồi. Cái chỗ Nhôm Kim Hằng á hả? Nhôm Kim Hằng á là đẩy xe tới quốc lộ 50 luôn. Trời đất ơi. Bỏ ruột xe luôn chứ. Nên hôm nay là ra mới trễ hay gì hả? Mất hết tập hồi sáng luôn. Hồi sáng đi trễ, dạ. Về bị bể bánh xe nữa. Để như người ta hỏi sao đi chợ sớm 11 giờ đi dặn Khanh về mình thảnh thơ mình làm 11 giờ đi vô trong chợ rồi đó. Có nghĩa là mỗi ngày là đường 11 giờ đêm là gì đều đi hết. Rồi làm tới sáng luôn hả? Vậy? Làm cho tới dọn ra bán luôn. Trời đất ơi. Là làm cái thời bảo gian thấy nghỉ hoài á là vậy đó, mệt quá, có mình làm à. Mọi lông mọi chân. Trong nước mọi hả? Chú ăn gì ha? Chú ăn gì? Anh chú cũng được ăn. Mấy cái lộn luộc con. Mà chú đó chú. Mấy cái lộn luộc cho anh chạy. 2 lộn luộc. Sầm me nha. Rồi thôi nhìn anh là biết rồi. Để ghi giấy đi. Về về không ăn ở đây phải không? Ghi giấy cho chú đi con chân ơi. Khách quen rồi hả cô hả? Gì hả? Múc quá cho Bình Dương là. Là ngạch xuống đây là anh mua đồ đem về nè, cà na muối nè, ốc tỏi luôn nè, còn cà na chứ sò nướng, còn điểm nướng ha, điểm hầm, một cái lan sò dừa, lan dừa rồi bếp anh 2 phần á, 1 phần đây là 1 phần nè, đủ ăn không? Không, 2-3 người lấy 2 phần đi anh ơi. Không, không một phần thôi, tôi mua 5 phần. Ủa con đủ phải không chân? Giờ làm cho chú này phải không chân? Ở chỗ gì trước là toàn khách quen nhiều lắm cả nhà. Tại vì ăn từ trước luôn. Chắc là ốc đếp này lên là mọi người sẽ biết được. Và vô comment là mình ăn ở đây hồi trước rồi nè. Chắc ăn luôn, đúng không cả nhà? Dạo tỏi ha. Về trước thì ốc gì xào không chú? Bán ở đây không được, nữa chạy ra đây lấy đi luôn. Dạ. Rồi anh đi nửa tiếng anh ra em làm sẵn nè. Ăn gì nữa không? Để thiếu à. Nhiều người á. Lâu lâu xuống một lần à. Lâu lâu rồi. Thì các bạn hay dùng của con trước sau ngon quá, cái ngọt này đẹp ớt của con chưa, món này khó hiểu lắm, tại vì nhìn nó đó thì có thể là kết hợp ra tất cả các món, xong kết hợp với từng loại sốt nè, có sốt te ớt rồi tỏi, bò bánh tỏi, lại mỡ hành đó, nướng thì là mỡ hành này kia. Hai ghẹ nè con ghi. Nè nè con ghi của chị Ngọc đó nè. Rồi đọc đi. Không có nhung có gai à. Nè cầm luôn. Đọc đi chị. Có muỗng. Hai ghẹ nè. Hai muỗng. Một khố nè. Này ốc mỡ, ốc hương, ốc muỗng, ốc bu, ốc mỡ bữa nay cũng ngon lắm. Ốc mỡ anh. Mỡ. Hai anh muốn xào 2 thứ, anh xào 2 thứ cho anh. À. Anh muốn ăn 2 thứ không? Ừ. Càng ghẻ gì không chị? Càng ghẻ sầu tiếng không? Ghẻ chỉ 2 phần ghẻ đó. Này 70 luôn hả? Chưa hợp luôn chứ coi. Ốc dừa này nhiêu? 70. Coi 1 phần. 1, 2, 3, 3 phần. Với cái gì nữa anh? Mới kêu cái gì nữa anh? Dạ. À, bông. Cái gì mẹ? Mỡ. 1, 2, 3, 4, 140. 2 cái...
hai trứng nữa là 160 đó anh. 4 món, 5 món đó, đúng chưa, đủ chưa? Dạ. 5 món là có 160 à. Giá bịch đơn quá. 160. Một phần là nhiêu cô? 35 ngàn. À dạ, 35 ngàn thôi. Trời ốc ngon vậy mà 35 ngàn hả? Ốc từng gặp. Dạ. Ủa, cái điểm sẽ dạ. Tới đó. Để lấy mình luôn á. Em nghe 5 món mà nghe 100 mấy thôi là quá trời rẻ. Hải sản, làm gì chuyện mà ăn hải sản, trăm nghìn. Dạ. Sướng quá. Sướng à? Đâu đâu đâu, nhà cái. Thảo ơi, đưa cho chú. Cho tài khoản. Đó, tài khoản kìa, Thảo. Anh chị. Thảo muốn một cái gài đi sao? Thảo đưa cái mã của em ra. Cái gài. Của chị Ngọc, chú cho lấy ra cô. Ừ, tẩy đó đi, con ghi chữ Ngọc đi. Nó không có lát la làng á. Nó 12 giờ nó mới tới rồi. Này là tự gì trước chọn luôn hả? Đi chợ mà tự chọn. Sáng ông chồng ông dọn sẵn ra đây rồi, ông để dạ. Ra đây bắt đầu dọn lên. Dạ. Ông có ổng không dọn nổi đâu, gian dạ. Hàng. Ông gọi làm sẵn á, ông đem dây đây, ông để đó đó. Nhưng mà chọn ốc là gì đi chọn luôn. Chọn hết á. Chọn hết á. Nên nó mới ngon vậy. Nó thấy ốc vô lo, kiểu phần lớn mà kiểu làm sơ chế là sạch sẽ luôn cả nhà. Tự mình lựa luôn. Ừ. Thêm hai cái hai cái lộn xào me nha. Hai cái nữa phải không? Dạ. Tảo con xào giùm sáu hai cái lộn đi, sáu xào được hai cái rồi. Như vậy là sẽ với giá là 35 ngàn cả nhà, cứ tính lên thôi, mỗi phần chỉ giá 35 ngàn tính lên thôi. Em xào lông, nó đang làm. Hai cái bò riêng mới. Dạ dạ. Nè, cái này của anh Lộc lấy đồ ra luôn nha. Lấy tiền hết rồi, nó bên kia của anh Lộc mà làm luôn anh rồi. Đẹp cho quyền cho. Đúng rồi, của anh Lộc này đâu nước rắc. Anh mua là 5 hoặc là 6 phần gì đó mà chỉ có 100. Cái này của ai vậy? 80k là chưa đến 200 ngàn mà ăn được 5-6 món nha cả nhà. Toàn là ốc là hải sản không đó nha. Thôi mà nãy anh cũng feedback với mình là siêu chất lượng. Anh Lộc có ốc gai không? Có cái ốc len á, xong muốn cái ốc len chỉ có ốc len cho anh Lộc em. Đó là ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Hello. Hello. Trời ơi. Trời ơi. Nè. Đây của Ngọc đây. Tới giờ rồi đó. Xào hai trứng me nữa, bỏ vô bịch cho sáu đi, sáu xào được hai trứng rồi. Cho anh Lộc ăn luôn. Rồi, chút luôn anh. Được rồi con. Chỉ nãy Ngọc có dặn ốc len không vậy chứ? Ai? Ngọc á. Trầm dậy với con cũng nhớ luôn. Nè lấy cái rổ qua đây đi, cho Sáu thảy đồ cho chú, của chú xuống. Một cái len nè. Chín con rồi con. Một cái lòng. Sáng ăn trưa bằng ốc bằng hải sản độc lạ luôn á, tại vì hồi trước thì kiểu mình sẽ ăn hải sản hoặc ăn ốc vào chiều tối thôi, nhưng mà đây là bán giữa buổi sáng luôn nha cả nhà. 9:30 là cả nhà sẽ ra đây. Ở đây là hẻm số 163B của đường Cô Bắc, quận 10. Rồi tới mình ăn quyết me hả? Chú có quyết me không? Không.
Nè đẹp nè, chú còn cái mỡ phải không? Để xào cái sụp. Tỏi chưa, ốc tỏi đúng không? Mình ghi giấy đúng không? Để xào cái sụp viết đi. Cái ốc này ốc mỡ, ốc mỡ này là ốc bông. Ủa có ốc ngựa không ta? Hình có đây, ốc ngựa cũng ngon nè, bữa nay ốc ngựa ngon. Người chị xào muối hay xào bơ? Thôi bây giờ ốc ốc mỡ trước đi, một ốc mỡ, ốc mỡ. Ốc mỡ đã xào gì rồi đó, xào me. Muối gạo gì, xào tỏi. Ốc mỡ xào me, xào tỏi, xào bơ gì cũng được hết. Dạ. Vậy là ốc mỡ xào me. Hai trứng, sáu xào được hai trứng rồi. Con xào hai trứng nữa hả? Ốc hương. Ê. Ốc hương làm gì được em? Xào bơ hoặc xào muối. Bơ với lại xào bơ, ừ, đúng rồi bơ. Mấy con rồi. Bữa nay xào lông có mặn. Xào lông là nướng mỡ hành đó hả? Nướng hoặc hấp, có hấp không Thảo? Cái gì? Xào lông á. Có. Ờ thôi chị ăn cái đó đó. Nghêu. Cái món nghêu gì đó, nghêu. Nghêu thái. Ừ. Ôi, rồi. Có cái nước mỡ nha, đừng mỏng biết rồi. Ủa hôm nay có cái gì để xào mì không cô? Nắm tay xào mì. Có xào lông không? Bóng tay không rồi chị? Bóng tay hả? Không ăn mì. Không ăn mì rồi. Dạ ăn mũ đi. Một mũ. Cái xào huyết mẹ ăn đây phải không? Một mũ. Ủa em ốc muỗng chỉ xào nước mắm gì đó tội. Nướng nước mắm. Ừ nướng mắm đi. Nè 230 tới 270 con. Đây 270 nè con. Chưa cầm cái này đây đây. Rồi như đây trước đi. Cái xào để cái này nè, ốc mỡ xào me. Chạy vô quẹt tay phải giùm chị á. Ngay ngã ba quẹt, cầm cái quẹt tay phải. Con coi gì con cuốn gì đó lão ơi. Ốc muỗng hả con? Ốc muỗng. Ốc muỗng là làm muỗng khoan để xào cho. Chị này đi về trước đi hả? Chị có xào chị chưa? Chị nào? Chị ngồi đó. Chị ngồi gần mà được một hai hón rồi. Có gì đó không? Nè chị nè, con tìm coi của chị đó. Cái con gái này. Cái ốc ở đây là chị gì trước cho cả nhà. Bán từ thứ hai đến thứ sáu. Đặc biệt là ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình sẽ nghỉ nè. Rồi đẹp mở hành bỏ hộp luôn đi. Của chị đó đó. Lấy hộp, lấy hộp, bỏ hộp đi. Lấy hộp chưa thật cái giường. Xào cái ốc hương với cái ốc mỡ chị đi về. Ốc hương có rồi. Khoan 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 quăng ra đi khoan để cho gì xong hả? Để lộn mà. Con thấy hình như thứ hai tuần rồi là mình nghỉ đúng không? Tại vì thứ hai mấy đứa này nó đi chùa. Dạ. Con có ghé kiếm mà không thấy. Nè nè nè. Cái muỗng này muỗng đâu? Muỗng nãy muỗng chiếc của người nào? Cái con là dĩ đâu hả? Cho đây đẹp. Vậy bật trước chị. Đó là tất cả đồ ốc mà cô bà đang sẵn luôn. Cả nhà bây giờ mình đang đi ăn là có 9:30 rồi cả nhà ơi. Ở đây cô bán từ mấy giờ vậy cô? Từ 9:00. 9:00. Bạn để làm cho cô này đi về trước đi hả? Để lỡ vô gì á. Quăng đi. Một hàng ốc vô cùng đặc biệt á cả nhà. Hai người lận. Sáu đi quăng xong rồi sáu quăng cho từng người cũng bỏ vô. Xào mì chưa? Mới xào xong. Đâu hết rồi, hai tờ giấy đem về đâu rồi? Dạ. Còn cái hương bơ với mỡ bơ, còn cái dừa bơ. Cái hương bơ có đây rồi mà.
Vậy là còn cái dừa bơ nữa nè, và cái này đủ không? Có một tiêu có gì? Con tiêu thấy đi làm một ngày rồi chưa? Có nghĩa là không có menu luôn đúng không? Có menu mà không có đủ đồ. Tại bữa nay bữa nào có món này món kia nó không có đầy đủ. Dạ. Cho nên là mình nhìn ốc xong rồi mình hỏi về cái gia vị. Dạ. Tại vì có menu là nó mười. Vậy lấy tiền rồi đúng không? Có món này món kia thiếu. Có không hả? Vậy lấy tiền rồi. Con có bỏ bịch rồi, rồi con bỏ ra gì đó muối rồi vô chưa, rồi bỏ muối chưa, cái tờ giấy này nè, là cái tờ giấy gái kia đâu, rồi tờ giấy kia đâu nè, cà na ăn gái này nè, đưa cái giấy đó ra trước đi, con trước cái giấy này nè, cái hương nè, cái này là đi về xin về cái gì ạ, cái đó gì ạ, bạn là ăn tại chỗ là 9:30 sáng là vậy là hai cái con gom là có mấy dĩa vì nó dĩa đó. Ủa vậy em kêu của ai đem về là hình như hôm nay cô thiếu người phụ đúng không? Lát con mới có lần. À lát mới có hả? Lát thấy bữa cũng đông lắm hả? Đông lần ở sớm ta lợi ta phụ thôi. Dạ sớm hả? Ta thấy đông á ta lợi ta phụ. Ờ dễ thương quá vậy. Tại thấy hình như lúc trước có một cái chị bầu. Chị bầu đi đẻ. Ờ đi đẻ hả? Đẻ về em bé còn mới có 6 tháng à. Dạ. Sớm thương cái thay đông quá lợi phụ nữa. Cái này xảo gì quên nè chân. Ôi xảo mương đi, hai phần phần ăn tay phần đẹp về. Xong rồi qua ốc mỡ mè. Cái nào xong rồi con gạch bỏ hết luôn đi. Bỏ hành không? Ơ đẹp, ớt lâu hả? Chân con bỏ bịch ốc len vô bịch cho bà nè, bịch ốc len giáp bu á. Sao đưa cái bịch cho con. Bỏ vô hộp đi. Rồi con đi qua bên cái bà bán lẩu dê con biết không? Bà lẩu dê bên tiệm nét nè. À cái bà ngồi về này, bà ngồi ngang cửa kìa. 70. Chắc là mọi người có hương len nữa. Đây đang xào. Nè. Đó. Bữa sáng quấn ra. Bữa sao hại. Nhớ nhắc sao cái mỡ mè. Mỡ mè đi đi. Mỡ mè cái gì nữa? Hai xà lông nướng. Mè với cái ốc tỏi đó. Mỡ mè ta ăn thôi. Còn có xà lông nướng gì không? Xà lông nướng, mỡ hành, và điệp ớt. Trời nóng này mà ngồi ngang bếp này chịu trần luôn. Trời hồi về trưa là nóng lắm luôn. Mà ngồi đây chịu không nổi. Đó con ca nước đó, ngày uống con ca đó đó. Uống chịu cơm luôn mà. Là bán không ăn luôn á. Không có ăn. Bán ở trong nhà rảnh thì ăn, chứ còn ra tới đây là khỏi ăn. Nè, hương bơ của ai? Có cái hương bơ ăn đây nữa. Không quên cơm nữa cả nhà. Chị đem về có món gì nữa không? Bơ đó, bơ đem về đó. Có cái hương mà có hộp nào của chị nữa không? Hộp gì đưa đây? Hộp này hộp gì hả con? Mà cái gì trong đây là cái gì? Đặng Sáu lấy mắm muối cho người ta. Rồi trao chị luôn. Rồi đi. Rồi xong, cảm ơn nha gái. Mở cái này à. Như ốc mỡ là mình xào me được rồi, xào gì nữa gì chứ? Xào me, xào muối, như là cái gì mình thích ăn cái gì á thì mình làm cho khách đó. Thích ăn me, ăn bơ, ăn muối vậy đó. Nhiều khi ta nướng. Dạ. Cái này xào gì? Mỡ, mỡ. Xào me, xào bơ, muối, nướng nè. Mỡ ngon quá. Ốc mỡ này nó không có béo bằng ốc mỡ kia. Dạ. Ốc mỡ này có con nó đắng. Có con nó bình thường. Cái tại vì ốc mỡ nó mỡ sọc. Có đổi tiền lẻ không chứ? Đây có đổi tiền lẻ không chứ? Giữ đi, giữ trong túi đi. Giữ rồi. À.
Để ngồi bung ra nhiều. Để ngồi bung ra nhiều mất công lắm. Nè thấy chưa? Chừng nào hết con thảy tiền lẻ đó ra. Cảm thấy là ốc ở đây rất là lớn cả nhà. Ốc mỡ, sầu bơ, ốc tỏi, ốc lớn mà cơ bản là mình nói xung quanh á là quên làm sơ chế các bạn khỏi luôn á cả nhà. Bé, còn dĩa dĩa của em hồi nãy thì ốc có hơi bị lọt rồi đó. Hồi nãy em bưng dĩa còn dĩa cô đâu? Dĩa đâu có ai kêu hai dĩa. Dĩa cái gì ha? Có cái dừa đây đó. Nè, cũng bé đây nhiều ốc nè. Các bạn cũng lựa chọn thấy hơi lớn luôn á cả nhà. Một món, hai món, ba món, bốn món, ba món, sáu, bảy. Có tỏi không có? Có tỏi có hình mấy dĩa cả nhà. Hạ lửa nhỏ lợ. Ta không kịp thì ta hạ lửa nhỏ lợ. Có được mấy dĩa, hai dĩa à. Ốc tỏi nướng gì? Hương bơ tỏi. Cái gì? Hương bơ tỏi. Hương bơ tỏi. Rồi đưa cho bé này đi, bỏ hai kim cho con bé này nè. Bé bốn hộp phải không chân? Bốn hộp là lấy tiền rồi đó. Ok, ba hộp hồi nãy có gì? Có hộp đâu nha. Rồi đẹp bóc khô rồi đó. Nè. Rồi nè, đủ là ba hộp luôn nè. Chắc con đếm dùm sáu có đủ mấy phần chú chưa cho. Ốc tỏi. Có số điện thoại của gì á, nếu mà bữa nào mà cả nhà có muốn hỏi giờ hay hỏi gì thì cả nhà điện thoại số đó nha. Ở đây là quán ốc của Dì Trú nha cả nhà. Cái đẹp không?
luôn là biến một hồi là cho đỡ á, sẵn giờ vắng nè. Cái bếp cột nhà kìa. Bài cho nhiều đúng không? Bài cho nhiều thì ai chọn á. Đây là sẽ cho hai phần là nước mắm với lại muối tiêu á, nước tiêu chanh á, ăn là hải sản là đúng bài ạ cả nhà. Xong cái mình sẽ giới thiệu cho cái nhà một phần như vậy là 35.000 nha, rẻ lắm á mà làm ngon lắm. Tại sao mình chưa ăn mà mình đã nói là ngon rồi, tại vì á có những lần là Ngọc đến đây Ngọc chỉ ăn thôi, Ngọc ăn nhiều lần mà Ngọc không có quay nha cả nhà. Đó, bây giờ là quay lại thôi chứ thật sự ra mình ăn nhiều lần. Trời, nhìn ngon rồi. Bữa ngày mới sao đã hơi nóng. Cho ăn quay phim không bắt kịp khoảnh khắc của mình tùm lum hết rồi. Mình đi qua từ dĩa này đến dĩa khác tại vì mình không biết ăn món nào đầu tiên. Ốc muỗng, nướng mắm nha cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy không? Cái lúc mà quay cũng vậy á, thì cái phần sơ chế rất là kỹ luôn, thật sạch sẽ luôn nha cả nhà. Mà đây là nước gia vị đây. Nước mắm á, đặc biệt lắm, ở đây á, thời làm á, nước mắm là kiểu đậm đà á cả nhà. Cái phần nước sốt đậm đà, như thế là khi mà mình cắn luôn, đã vừa với gia vị rồi mà thêm lại á, kết hợp được cái ốc tươi nữa, cho nên nó thịt vàng nữa, mình ăn mình cảm nhận rất là ngon đó. Như vậy thêm một con mẹ đổ hết sốt, còn cái điểm mở hạch của em nữa nha. Sợ nó văng vô mấy hộp máy ảnh chứ không gì á cả nhà. Nói chưa, mình mới vừa nấu luôn sợ văng vô máy ảnh thôi, chứ thật ra đó thường ăn là mạnh tay hơn nhiều. Đây cái này cái gì ta, rồi cho xin cái thằng giấy nữa đi nha. Cho xin dạ đó, thấy chưa, nhóc món luôn. Mỗi lần đến đây là một loại gì đó cả nhà, ăn rất lạ. Là nguyên con ốc luôn ha, cái nhiều hồi nãy Ngọc chưa chấm gì hết tại con thấy gia vị nó đậm rồi nên mình không có chấm, thì mình chấm thử cái này thử ra gia vị như thế nào. Ừ, mắm chua ngọt thơm vừa thôi, chua chua nhẹ nhẹ dịu dịu thôi. Dạ không ạ, rồi thêm món này nữa, món này Ngọc thích, mỗi lần thấy Ngọc đều ăn món này luôn. Giờ ăn cái nghêu hấp xả, nghêu hấp thái. Cái phần á, nước dùng ở đây á làm rất là ngon nữa nha, rất là ngon. Món này á kiểu mà không biết làm sao mà nêm cái nước vừa khẩu vị mà lần nào cũng y như lần đó đó nha. Nó sẽ có chua dịu thơm, mà thơm xả, nồng xả thơm lên rồi. Thêm hải sản tươi mà làm sạch, không có lẫn cát gì trong đây hết sao, nên ra mình ăn cảm giác ngon. Không phải đúng không nhỉ, những nhà ăn Ngọc bác sẽ hòa quyện với cái nước nữa đúng không, vừa ngọt của hải sản mà vừa thêm đậm đà của những nước sốt. Làm sao cho cả nhà nhìn dễ thấy đó, đây ngược tay vậy thì ngược tay. Trời, ở đây là mấy dĩa này là Ngọc ăn được mấy dĩa luôn, chứ không đơn giản là một dĩa như này đâu cả nhà. Ngon không? Rồi tiếp ăn món tiếp theo. Món tiếp theo là món ốc này. Ốc này là xào me. Ốc này là ốc gì? Ốc mỡ. Ốc mỡ ngon. Có hơi ốc mỡ nó to mà nó dày đó cả nhà. Ăn cảm giác thịt nó cũng không quá dai nữa, dễ là dễ ăn. Nó cứ sừng sực nhẹ nhẹ đó, mà giòn giòn mình có cảm giác ăn ngon miệng.
À, có đặc biệt me này cũng làm gì nữa nha, không thấy quá cay nhưng mà đặc biệt là cái me nó sẽ dịu và nó có hậu ngọt nữa, nó sẽ sắc. Nóng quá, nóng không? Nói lẽ lấy cái muỗng nhấc lên vậy nè, thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà kiểu mới xào ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đó, cho nên là phải như này, phải bóc bóc vậy đó. Nhưng mà ăn hải sản phải bóc mới ngon, cái nhà đó mất vậy đó. Ngon hơn nhiều. Dạ? Dạ không, cũng nát, được không? Được cô. Nát mẻ. Dạ được, không sao. Rồi thêm cái ốc này nữa, anh cái nữa đi. Ăn ngồi vậy, tay cầm rồi sao tay ghim. Nên mà phải để xuống, có tay cầm ốc tay ghim mới được cả nhà. Mẹ xào bơ, ốc hương xào bơ đây. Làm ngỡ ràng là cái nhà cái phần thịt nó nhiều nha, nhiều mà dày nha ha. Đây, để bạn không sạch sẽ nó đúng không? Đó, kiểm chứng qua từng con ốc. Được hết á, gia vị là cô làm nó ok rồi. Theo Ngọc nha, riêng cá nhân của Ngọc nha, Ngọc sẽ không có chấm phần của chấm gì hết cả nhà. Thì cơ bản Ngọc có thể đã dịu hơn rồi đó. Mà mọi người mà thích ăn đậm hơn thì cái nhà có thể là chấm nước mắm hoặc là chấm thêm muối đó. Ăn mà một dĩa 35.000 thế này Ngọc thấy là quá xứng đáng. Ngọc phải khen rất là nhiều luôn, cho điểm cao luôn cả nhà ha, cho điểm là 10/10 luôn. Tại vì là vừa quá rẻ mà vừa quá ngon đó, mình cho điểm đó luôn cả nhà. Còn nhắc lại nha, nãy giờ là cả nhà thấy Ngọc ăn không mà quên nhắc lại địa chỉ cho cả nhà. Ở chỗ cổng hẻm chỗ nhiều trước bán là số 171 của đường Cô Bắc. Ừ đúng rồi, đường Cô Bắc quận 1 nha cả nhà. Vì là bán từ 9:30 nha, và đợi đây ví dụ mỗi lần mà mọi cả nhà có thể là sớm quá cả nhà ăn hấp cũng được, hoặc là cả nhà thích ăn mì gói xào ấp cũng được, cũng có hết luôn. Coi như là mình tạm gọi là một hàng ốc mà bán rất giờ rất là đặc biệt luôn nha, buổi sáng ở Sài Gòn. À cái đặc biệt thứ hai nữa là tự bán gì bán là nghỉ thứ bảy chủ nhật, chỉ bán từ thứ hai đến thứ sáu thôi nha. Nhớ nha, vẫn có số điện thoại để cả nhà đến mà nhiều khi mình đi sớm sau đó mình có thể là alo gì thử rồi mè gì có bán hay không nha cả nhà ha. Nhưng mà đặc biệt là lịch vẫn cố định là thứ hai và thứ sáu. Rồi ok, bán thứ hai thứ sáu nghỉ thứ bảy chủ nhật. Có ba cả nhà, gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của kênh Sài Gòn Phố. Nhà mình bán là nói chung là đồ lớn không à. Tự tin lên, tự trời lên. Cậu con mà làm gì phải có. Khó ở đây là chị nói gì hiểu rồi đúng không chị? Chị hiểu chị mới cười đúng không? Rồi biết ngon. Ba vàng đi, ba vàng ba nói tiền đó. Chỉ vàng có nhiêu tiền? Có vàng hết 2 phân rồi đó. Chỉ vàng 5 hai mấy ha. Không, chỉ 83 mấy. Dạ, phải là cảm ơn anh. Thấy 2 phân vàng nó nhiều quá. Tại vì phải vàng nói không? Nói đúng. Tiền không có gì, cho tự nhiên mình nói 2 phân vàng, ông thấy giá tôi nhiều nhiều. Dạ. Em thương quy ra vàng, quy vàng cho nó nhiều chút. Dạ đúng rồi, giá trị nãy giờ ta ăn cái này hết 2 phân vàng. Trời, ốc ra phân vàng là cũng ngon lắm chứ bộ. Xin chào cả nhà Sài Gòn Phố nha. Hôm nay trưa Ngọc đi ăn ốc, chắc bây giờ chắc cũng khoảng cỡ 12:30 cả nhà. Quán thì mở từ lúc 10 giờ nha, đến khoảng chừng 6 giờ nha cả nhà. Ở đây là số khỏi đọc luôn, chị có cho cái cạc luôn, cái mình sẽ quay cho cả nhà dễ biết đó. 221/21 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6 nha. Ốc Bình Nhân ở đây chị Tuyền. Ngọc Nghị, Ngọc thấy là cái ở đây chị là hả bán rất là nổi tiếng thời gian trước luôn cả nhà, bây giờ Ngọc mới có dịp ghé thôi. Em mới quay này vô kênh nào coi được? Dạ Sài Gòn Phố. Sài Gòn Phố hả? Dạ đúng rồi. Bạn mấy bữa lắm không? Dạ chắc là chiều nay em lên YouTube trước. Còn Phan dạ Facebook thì có thể là ngày mai hoặc ngày mốt. Ngày mai là Sài Gòn Phố ha. Dạ đúng rồi chị. Là Sài Gòn Phố vô đây là đi chợ hả? Đúng rồi, vô đây là đi chợ. Ốc nó dao động lắm, có ngày có món này mai có món kia nên là mình không có làm menu được. Dạ nếu em thích ăn món gì em cứ nói là người ta sẽ nói cho em biết là giá với lại làm cái gì đó. Thường ngày là kiểu cố định không, có mấy món nào nó thường thay đổi chị?
rất là nhiều, nói chung là không biết được tại vì do cái đồ dưới chợ nó lên á, chị bá lấy về nên là mình không có biết được là hôm nay có món gì, mai có món gì. Dạ. Nên là hôm mình đi chợ về mình mới biết được. Dạ. Bây giờ em sẽ ăn cái con ốc mỡ này đi. Dạ. Ốc mỡ này giá là sao chị? Ốc mỡ đó là 100.000 một dĩa em. Dạ. Đây em một dĩa ốc mỡ. Mà em muốn làm thường gì? Ngày xào gì? Thường á là ta xào me, xào bơ hay xào tỏi. Nhưng mà thường người ta thích ăn me hơn tại vì ốc mỡ nó ăn me nó ngon. Vậy là cho em me đi. Dạ. Cái này đó là móng tay, tay mì, tay rau. Em đói bụng thì thôi, em ăn mì. Thôi tay rau, tay rau. Xong rồi cái gì ta, ăn gì ta. Cái này là gì chị? Cái đó là con ốc bulot nha. Nhưng mà cái đó là từ đông của nước ngoài. Nhưng mà nó rất ngon. Cái đây người ta bán nó thiệt tình lắm. Em cái đó là cái đậu đông thôi. Đúng rồi. Đúng đó là nó đậu đông chứ nó không có thể là. Còn cái này, cái này con đó ăn ốc đỏ. Ốc đỏ hả? Một con cái này đi, một phần này đi chị. Đúng rồi, ốc đỏ nướng nước mắm. Đúng rồi. Nhiều món quá em bây giờ. Em ăn đại khái đi. Đúng rồi đó, bây giờ mà hả nhìn là kiểu không biết được hết ốc luôn á. Em thấy con sầu dương ở đây không?